Chương 11 Bất động kim thân Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đầu óc mơ hồ nhớ rồi danh tự này Cũng thả tay xuống bên trong điện thoại di động Nhìn khắp nơi bừa bộn nhà kho Còn có này một vị to lớn kim loại mô hình Leo không khỏi thở dài khoác tay áo một cái Trong kho hàng có súng ống đều toàn bộ tan vỡ cắt thành mấy đoạn Mấy khối kim loại đem sở hữu thi thể đều cho lũy ở cùng nhau Xoay người chuẩn bị rời đi cửa lớn mở ra theo leo rời đi cửa lớn một lần nữa đóng toàn bộ nhà kho rơi vào bóng tối vô tận bên trong bàn tay nhẹ nhàng xoay một cái nguyên vốn là có chút cũ kỹ đóng cửa hiện tại triệt để bẻ cong khóa kín lên không cách nào lại bình thường mở ra nhặt lên chính mình tiểu xoay chuyển vài khúc cua rơi vào trong đám người về đến nhà leo ngày hôm nay nhưng không có một tia tu luyện dục vọng có chút ngơ ngác ngồi ở bàn sách của chính mình trước Jenny thẩm thẩm gõ gõ cửa, bưng một ly sữa bò nóng đi vào. Leo, ngày hôm nay lúc ăn cơm tối liền nhìn thấy ngươi có gì đó không đúng. Trong trường học phát sinh cái gì không? Một con thâm hậu thô ráp cánh tay liên lụy leo tiểu vai, giót giờ thúc thúc cũng đi đến leo bên người. Không có, trong trường học rất tốt, chính là có chút người bạn nhỏ không muốn theo ta cùng nhau chơi đùa, có điều ta cũng không thèm để ý, bọn họ quá ngây thơ leo xoa xoa cứng nhắc khuôn mặt nhỏ bé, cười đáp lại nói. Không đúng. Jenny thẩm thẩm đưa đến một cái ghế ngồi ở leo bên cạnh, leo, tiểu bảo bối của ta, năm năm, ta ngày hôm nay lần thứ nhất thấy ngươi như thế không vui, thẩm thẩm trong lòng rất khó vượt qua. duỗi ra hai tay kéo leo tay phải, hai mắt có chút đỏ lên, tự hồ muốn khóc lên như thế. Giót giờ một cái tay khác cũng liên lụy Jenny thẩm thẩm vai, đem hai người ủng tiến vào trong lòng ngực. Chất phát tiếng nói thấp giọng nói rằng, "Leo, từ đêm ngươi mang về nhà ngày thứ nhất, ta cùng Jenny liền đem ngươi làm thành con trai ruột của ta. Ngươi thật ngoan, rất hiểu chuyện, ngươi theo chúng ta quá cái thứ nhất sinh nhật thời điểm, là chúng ta trải qua tốt đẹp nhất một cái thời gian, ta phi thường cảm tạ thượng đế, để cuộc sống của ta biến tươi đẹp như vậy, để ta có một cái như thế ngoan ngoãn nhi tử. Để ta 40 tuổi, có một cái âu yếm tiểu bảo bối, chúng ta đồng ý vì ngươi trả giá tất cả." gần nhất một năm chúng ta là có một ít bận rộn không có khỏe mạnh cùng ngươi nghe được ga ra bên trong truyền ra đá mài chuyển động âm thanh jenny đã để lại nhiều lần nước mắt leo không phải ta nói ngươi chúng ta hy vọng ngươi xem một cái đứa trẻ bình thường như vậy theo chúng ta xem xem tiết mục tv theo chúng ta đi đi dạo siêu thị mà không phải ở kiếm tiền hoặc là nói không phải ở cố gắng như vậy làm việc jenny cũng là cầm khăn giấy lau nước mắt gật gật đầu leo gần nhất một năm Cảm giác ngươi yêu làm mô hình sau cùng chúng ta xa lánh không ít chúng ta không muốn ngươi kiếm tiền ta chỉ hy vọng ngươi thật vui vẻ lớn lên nói đem nho nhỏ leo cho ông vào trong lòng leo đưa tay hướng về bọn họ ông ôm, ôm. hừm, thúc thúc thẩm thẩm ta không có chuyện gì chính là ngày hôm nay trên đường về nhà xem đến cùng một chỗ sự cố có người chết rồi có điều không sao rồi thẩm thẩm chúng ta đi xem tivi đi giót giờ thúc thúc sờ sờ leo đầu nhỏ, leo ở bên ngoài một bên nhất định phải cẩn thận gặp phải chuyện xấu nhất định phải mau mau né tránh ngươi còn chỉ là đứa bé nha ừ leo nắm tay của hai người ra gian phòng tắt đèn đi xuống lầu vừa đi còn vừa nói jenny thẩm thẩm sinh hoạt vụ nổ lớn có phải là lại bắt đầu chương mới thật giống Sedon đàm luận bạn gái ừ còn có leonard cùng penny lại cùng nhau có thể có ý tứ chứ ta cùng ngươi nói một chút không có nghe hay không ta muốn chính mình xem, kha kha, đã lâu không có xem tivi đây. Jenny, Leo, ta đi lấy thức uống đi, yếu điểm một phần pizza thức ăn ngoài sao. Ăn chi lạp xưởng khẩu vị, ta muốn ăn hai. Mấy người âm thanh cách đến càng ngày càng xa, đã nghe không rõ, chỉ nghe hài lòng tiếng cười vui. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào leo trên bàn sách, đặt tại mặt bàn một con bút máy bị soi sáng sáng lên lấp lóa một tấm leo sáu tuổi sinh nhật toàn gia chiếu sạch sành xanh bãi ở trên bàn một góc, trong hình ba người, trên mặt đều lộ ra vô cùng nụ cười sáng lạng. Liền giống như bây giờ. Nửa năm sau, năm 2008 tháng 2, mới vừa quá xong 11 tuổi sinh nhật leo, dĩ nhiên muốn đi Las Vegas một chuyến, tuy rằng giót giờ thúc thúc vô cùng không đồng ý, thế nhưng chịu không được leo nhõng nhẽo đòi hỏi. Được rồi, thế nhưng ta vẫn là cảnh cáo ngươi một câu, đi có thể, chúng ta coi như đi du lịch như thế, không cho tiến vào sòng bạc, không thể đi quán bar, nhiều nhất chỉ có thể ngốc ba ngày. Cố gắng, ta chính là đi xem xem, sẽ không chạy loạn. Leo miệng đầy kiên định đồng ý. Jenny tự hồ cũng có một tia hưng phấn, nhìn giót giờ đồng ý, hoang hô một tiếng, nhà hô. Ta đi mời giả, giót giờ, nhanh định vé máy bay, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Giót giờ cười xoa xoa leo đầu, Ngươi Jenny thẩm thẩm đã sớm muốn lại đi xem xem, cũng coi như thỏa mãn nàng một cái nguyện vọng. Đi thôi, tiểu tử, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta toàn gia muốn đi ra ngoài du lịch. Nhẹ nhàng vỗ một cái leo sau gáy, giót giờ cũng là có một tia hưng phấn nói. Leo trở lại trong phòng của mình, từ một bên trong ngăn kéo rút ra một phần viết tay báo cáo đi ra, mặt trên dùng tiếng Trung viết một ít kỷ quái dòng thời gian. Ai Ân mang một, 08 năm ngày 11 tháng 2, Las Vegas sòng bạc ngày 13 tháng 2, áp phan, đạn đạo thí nghiệm, Stark bị trói lúc tháng 10, thời gian cụ thể không rõ ràng, Stark cao ốc, đại chiến. Tháng 11 Phía dưới còn lẽ loi tổng tổng viết mấy cái dòng thời gian, thế nhưng chỉ có ở lúc tháng 10 cái kia một nhóm cho vẽ lên trọng điểm đánh dấu. Tinh tế nhìn một lần, do dự một chút, cầm lấy cục tẩy lau sạch. Nhìn trong đầu của chính mình bản. Khống chế điểm. 73, sức mạnh 11 phòng ngự 17, tốc độ 9, tinh thần 19, kỹ năng. Cấp dây kim loại khống chế cấp dây cường hóa thân thể, cường hóa. Mắt vàng, 100%, da đồng, 100%, gân thép 1%, thiết cốt, 0%. Diễn sinh kỹ. Phá vọng kim mâu, không bị bất kỳ năng lực đầu độc, nhìn thấu tất cả ảo ảnh, tăng cường thị giác sức quan sát, kim loại hóa vật thể, bất động kim thân. Tăng cường rất lớn sức phòng ngự, hai chân lập ở mặt đất, đem có vô cùng thể lực, thân thể tốc độ khôi phục biến nhanh, sẽ không bị ngoại lực di động, sờ sờ chính mình trên người mình vẫn mềm mại da dẻ, hoàn toàn không giống tháng trước. Khi đó cả người cứng giống như là sắt vậy, phải dùng quần áo đều cho gói lại, đi học cũng phải mang theo một cái khẩu trang. Thân thể chấn động, một vệt kim quang từ khắp toàn thân từ trên xuống dưới xông ra một tầng không tên năng lượng màu vàng ống tầng hiện lên ở leo thân thể mặt ngoài, bao quát ở trên người y vật. Đồng thời, một dòng nước ấm từ lòng bàn chân trên dân lên trên, thân thể cùng đại địa liên kết, toàn thân đều tràn ngập khí lực. Chính mình từng ở trong gara khảo nghiệm qua, tầng kim quang này chính mình cũng không cách nào đánh nát, chỉ có thể miễn cưỡng rung động nó, bất kể là dùng 2.000 kg khối kim loại loạn đánh, vẫn là vượt qua tốc độ âm thanh to lớn kim loại đầu đạn tùy ý đi lại một phen, kim quang theo leo một ý nghĩ trở nên ảm đạm. Chính mình phổ thông trạng thái, thân thể tầng ngoài sức phòng ngự cũng đại đại tăng lên, cầm đao dùng sức xẹt qua, cũng chỉ là xuất hiện một tia bạch ngân. Mặc dù không cách nào đối kháng viên đạn, thế nhưng leo có thể tự tin nói rằng, không có viên đạn có thể tới gần ta như vậy tự tin, rốt cục để leo có chút dám đi tiếp xúc đầu mối chính nhân vật. Jenny thẩm thẩm mang theo hưng phấn tiếng bước chân chạy tới, trong tay giờ giót giờ thúc thúc điện thoại di động. Leo. Leo. Vé máy bay đã đặt được rồi, ngươi xem một chút, ngày kia số 9 buổi sáng phiếu. Jenny thẩm thẩm, nghe giót giờ thúc thúc nói ngươi thật giống như đi qua Las Vegas nha, thật sao? Leo xem điện thoại di động trên vé máy bay tin tức, cười nhìn Jenny một chút. Jenny thẩm thẩm đem Leo kéo đến bên cạnh chính mình, hồi ức tự nói rằng, giót giờ thúc thúc không có từng nói với ngươi đi vậy ta cùng ngươi nói một chút, có thể có ý tứ chứ. Đó là 12 năm trước, khi đó. Leo hãy theo ở Jenny bên người, một mặt cảm thấy hứng thú nghe hai người bọn họ trước đây yêu đương sử, ở Las Vegas lần thứ nhất gặp mặt cảnh tượng. Giót giờ liền ở trong phòng thu thập trương hành lý, nghe sát vách truyền đến tiếng cười vui, lắc lắc đầu, nở một nụ cười. Sau ba ngày, một nhà ba người, ngồi lên rồi New York bay đi Las Vegas máy bay. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Hội kiến Tony Stark Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trải qua 3 giờ 40 phút trên không phi hành, rốt cục đến chỗ cần đến. Leo ở trên máy bay nhìn phía dưới nê ông bắn ra bốn phía, xa hoa đồi trụy ánh đèn, cũng không khỏi có chút trở nên hưng phấn. Nhưng là nhìn mình một mét hai năm thân cao, lại yên lại đi. Xuống máy bay, ba người thẳng đến đã dự định tốt khách sạn, thả xuống trên người hành lý, Jenny cùng giót giờ nhìn rơi ngoài cửa sổ mây xanh tháp, mạnh mẽ ôm ấp ở cùng nhau. Một cái nho nhỏ phòng xếp bên trong có hai cái gian phòng, leo trụ ở bên trong cái kia một gian, ra ngoài nhất định phải trải qua giót giờ thúc thúc gian phòng. Giót giờ liếc mắt nhìn biểu, nằm ở trên giường, leo, nghỉ sớm một chút. Giót giờ thúc thúc, hiện tại mới 3 giờ chiều. Las Vegas nhưng là một cái thành phố không ngủ, vào buổi tối mới là náo nhiệt nhất thời điểm, cái điểm này, rất nhiều hạng mục đều không có mở ra đây. Giót giờ vương người một cái, ta đều an bài xong, 6 giờ xuất phát, ăn xong ăn ngon tiệc đứng, dẫn ngươi đi nhìn âm nhạc suối phun. Còn có hải tặc tú cùng núi lửa bạo phát, còn có dung chấm leo, nhanh đi ngủ. Jenny đem leo nhẹ nhàng đẩy mạnh bên trong căn phòng, nơi này có thể không so với New York, ngươi cũng không thể một người ra ngoài, nơi này nhưng là được gọi là tội ác đô thị nha. Bên trong gian phòng, leo lấy ra khách sạn đã sớm chuẩn bị kỹ càng bản đồ, Tony Stark hẳn là sẽ không đi cấp thấp sòng bạc, cao cấp nhất khách sạn sòng bạc có 7 nhà, để ta suy nghĩ một chút, hắn nên từ nơi nào đi ra. Hai ngày sau, giót giờ bọn họ buổi sáng lại là ngủ một giấc ngủ thẳng 12 giờ, phòng khách phục vụ đã đưa tới sớm, ngạch, bữa trưa. Dậy sớm leo đã ăn xong, tiếp tục nhìn mình trong điện thoại di động bức ảnh, ở hai quán rượu cửa xoắn suýt, hai nhà này cửa trang sức đều giống như nhà, đều có những này suối phun pho tượng, vạn nhất chạy sai rồi liền lúng túng. Leo, ngươi sao mỗi ngày đều lên như thế sớm, ngày hôm qua còn cố ý chạy mấy cái sòng bạc cửa đi xem xem, ngươi ở tìm vật gì không? Giót giờ trong miệng cắn một cái bánh gato hỏi. Từ, ta nghe nói Tony Stark cũng ở Las Vegas, trước muốn gặp hắn, đều tiến vào không được hắn công ty cửa lớn ngày hôm nay không làm được có thể nhìn thấy hắn ngươi muốn gặp cái kia playboy làm gì chúng ta cùng hắn cái kia nhà giàu trong lúc đó cũng không có cái gì gặp nhau jenny thẩm thẩm nói rằng không có chuyện gì chính là cho hắn đưa một cái mô hình mà thôi rất sớm trước liền vì hắn chuẩn bị kỹ càng được rồi thế nhưng chúng ta cũng không thể trì hoãn quá lâu trưa mai còn muốn đến máy bay đây hừm yên tâm đi leo chọn mấy lần, lưu lại cuối cùng một tấm hình, mặt trên rõ ràng là Las Vegas quán rượu lớn New York, nghe nói chỗ nào tối hôm nay có một hồi hóa trang dạ hội. 7 giờ tối bên trong, leo cùng thúc thúc thẩm thẩm đi đến quán rượu lớn New York cửa, trung ương cái kia một vệt suối phun, cùng với chu vi những này trắng nõn đá cẩm thạch điêu khắc thành hình người pho tượng, quan trọng nhất trốn ở một bên cái kia mỹ nữ tóc vàng phóng viên, leo cũng lộ ra một vệt nụ cười. Nhanh chân hướng về vị phóng viên kia đi tới. Xin chào, phóng viên tỷ tỷ. Christine Everard nhìn trước mắt tiểu hài tử này, vừa liếc nhìn chính mình trước ngực, chính mình cũng không có mang giấy chứng nhận ở trên người nha. Ngồi xổm xuống, nhìn Leo, "Xin chào, tiểu đệ đệ, làm sao ngươi biết tỷ tỷ là một cái phóng viên?" "Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ở trên tivi gặp liền nhớ kỹ." Christine mỉm cười nhìn trước mắt tiểu đệ đệ, "Ngươi làm sao một người ở đây, cha mẹ của ngươi đây?" nơi này nhưng là rất nguy hiểm, mau trở về đi thôi. Leo khoát tay áo một cái, cùng ven đường trên giót giờ thúc thúc hỏi thăm một chút, tỷ tỷ ở đây chờ người sao? Đây là một bí mật, ngươi mau trở về đi thôi, nơi này có thể không thích hợp tiểu hài tử tới chơi. Christine xem trong tay bản thảo. Leo cũng là cười cợt, liền yên lặng đứng ở ở Christine phía sau. Christine cũng không có làm sao mà qua nổi nhiều để ý tới Leo, chuyên tâm xem trong tay bản thảo, chính mình thật vất vả mới hỏi thăm được tin tức này, cũng không thể bị leo cho ảnh hưởng. Leo tâm tình nhưng là kích động lên, chính mình sắp nhìn thấy chân chính Tony Stark, cái kia lấy phạm nhân thân thế, sánh vai thần linh, ai ẩn mang. Thời gian một phần một hào quá khứ, rốt cục ở 11 giờ đêm khoảng chừng. Trái phải, Jenny đều muốn tới đem leo kéo về đi lúc, cửa tiệm rượu rốt cục truyền đến động tỉnh. Một thân tao khí màu đỏ thắm áo sơ mi phối màu đen âu phục áo khoác, mang một bộ màu đỏ nhạt kính râm, chải lên một cái đầu kiểu undercut, mang theo hai phiết râu ria Tony Stark đi ra. Happy đi ở phía trước, mặt sau còn theo ba cái âu phục thẳng tắp to con vệ sĩ, nhanh chân đi hướng về cách đó không xa chiếc kia màu đen Rolls-Royce. Leo ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng đẩy một cái còn đang xem tư liệu Christine. Christine cũng phản ứng lại, vội vàng đem tư liệu nhét vào trong bao, mang giày cao gót vội vàng đi theo. Stark tiên sinh, quấy rối một hồi, Stark tiên sinh. Cuối cùng vẫn là lại đến lên xe trước đem Stark cho gọi lại. Ta là Vanity FAIZ, phóng viên Christine Teverac, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Leo không nhanh không chậm đi theo phía sau, xem một cái nho nhỏ tùy tùng như thế. Tony cũng không quay đầu lại ý đồ Happy tập hợp đi đến nói một câu, rất đúng giờ. Có thật không? Nghe được câu này, vốn không muốn để ý tới Tony mới có hứng thú xoay người lại khi Stark trên mặt lộ ra nụ cười nhạt khi Christine trả lời, được rồi, làm cho nàng đến đây đi. Stark vẫy tay, vệ sĩ mới thả ra đường đi. Leo cũng thuận lợi theo vào, vóc dáng nhỏ đúng là vững vàng hấp dẫn lấy Tony Stark ánh mắt. Christine mới vừa tới đến Stark trước mặt, liền vội xúc phỏng vấn đạo, có người tán tụng ngươi là hiện đại gia Vinci, đối với này ngươi thấy thế nào? Stark mới đưa mắt từ leo trên người chuyển tới phóng viên trên người, nhìn nàng dung nhan xinh đẹp, cười nói, không thể giải thích được, ta lại không vẽ vời. Vậy ngươi đối với một cái khác bí danh, tử vong thương nhân đây? Có ý kiến gì không? Stark hơi khẽ nâng lên lại ba, vậy còn không sai, ta đoán xem, ngươi là Berkeley phân hiệu. Là Brown Đại học. Tốt lắm, Brand tiểu thư. Stark nhìn Christine, chính kinh nói rằng thế giới này cũng không hoàn mỹ, thế nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, ta cam đoan với ngươi, nếu như ngày nào đó không cần lấy thêm vũ khí đổi hòa bình, ta liền cải biến nhi đồng bệnh viện. Đang hoàn trịnh trọng phương thức nói chuyện để một bên leo cũng không khỏi che miệng nở nụ cười. Christine càng là hơi nheo lại hai mắt, lời này ngươi luyện rất nhiều lần chứ. Mỗi ngày trước khi ngủ đều muốn quay về tấm gương luyện. Stark không chút do dự hồi đáp nghe leo con mắt càng là cười hiếp lại Stark lại là không được nhìn leo một chút christine đúng là trả lời nhìn ra ta nghĩ dẫn ngươi đi tận mắt xem Stark thật lòng nhìn chầm chầm con mắt của nàng ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút trả lời christine hơi đỏ mặt ok chăm chú trả lời ngươi ta bà bà có một cái nhân sinh triết lý không muốn bị bắt nạt gậy so với người thô, đối với bán gậy tới nói, đúng là đối với ta ba ba trợ giúp đánh bại, tham dự mang ha tăng kế hoạch, rất nhiều người, bao quát ngươi đại học giáo sư, rất nhiều người đều nói hắn. Chờ chút, chờ chút, cái này vẫn đang cười đứa nhỏ là ngươi à, Stark nói, lại đột nhiên chỉ vào mỉm cười leo nói rằng. Nhìn leo nhếch lên khóe miệng, Stark nói rằng. Ta đã nhận ngươi rất lâu, tiểu tử. Thật sự rất buồn cười sao, phỏng vấn lại không thể có một ít chuyên nghiệp tố dưỡng sao. Christine lúc này mới nhìn thấy, vẫn đi theo chính mình phía sau leo, vội vàng cùng Stark nói rằng, Stark tiên sinh, ta không quen biết đứa bé này, không biết hắn là ai. Xin lỗi, Stark tiên sinh, ta là cố ý theo phóng viên đồng thời tiến vào, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Leo cười ngước nhìn Tony Stark. Stark nhìn Leo, bốn phía mấy người đều lùi lại mấy bước, chỉ có Happy còn theo bên người, so với Stark càng tới gần leo. Stark tiên sinh, thực ta muốn nói, người chỉ có trải qua mới hiểu được trưởng thành, xin lỗi. Leo nhìn trước mắt vẫn một mặt ngạo kiều Stark. Cái gì? Tony vẻ mặt nghi hoặc. Leo từ trong túi tiền móc ra một cái tinh xảo kim loại mô hình, đưa tới Stark trước mặt, đưa cho ngươi, Stark tiên sinh. Stark nhưng đưa tay giấu đến phía sau, còn lùi về sau một bước, "Ừ, ta không thích người khác đệ đồ vật cho ta." Happy bất đắc dĩ tiến lên tiếp nhận leo đồ vật trong tay, qua tay lại cho đến Stark trong tay, Tony lúc này mới tiếp tới. Một cái nho nhỏ kim loại mô hình, đưa cho ngươi, gặp lại, ta tin tưởng chúng ta gặp gặp lại. Leo nhìn Stark tiếp nhận, nói xong câu nói này, liền vội vàng rời đi, trở lại cách đó không xa giót giờ thúc thúc bên người. Stark nhìn qua trong tay kim loại mô hình, vốn là chuẩn bị thuận lợi ném đến trên xe, thế nhưng tinh xảo tạo hình cùng cảm giác dĩ nhiên để hắn có một tia không nỡ lòng bỏ ném xuống christine lại tiến lên đến xin lỗi chúng ta có thể tiếp tục sao đương nhiên ngươi tiếp tục cấu tứ một hồi tiếp tục nói nhưng là có rất nhiều người đều nói hắn là phát quốc nạn tài tony đem kính mắt lấy xuống nói thật nói cho ta một chút làm sao không báo đạo chúng ta dùng tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật cứu vớt mấy triệu sinh mệnh hoặc là lợi dụng trí năng cây nông nghiệp giải quyết nạn đói vấn đề, những thứ này đều là quân đội giúp đỡ, thân ái. Christine trong nháy mắt liền bị kính mắt dưới thật lòng Tony hấp dẫn ở, trong đôi mắt nổi lên một tia đặc thù ánh sáng. Leo liền nhìn thấy Christine lên Tony siêu xe, nhìn đi xa xe cộ, trong lòng nhưng là yên lặng nói rằng, chờ mong ngươi trở về, ai ẩn mang. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Bị bắt cóc, Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Về khách sạn trên đường, giót giờ thúc thúc còn hỏi lên. Leo, ngươi làm sao sẽ nhận thức Tony Stark? Hắn nhưng là thế giới nghe tên vũ khí nhà sản xuất nha. Giót giờ thúc thúc, gặp biến, hắn, đem gặp trở thành một anh hùng. Quên đi thôi, tiểu tử ngươi cho ta ngoan ngoãn, không muốn với hắn học cái xấu là tốt rồi. Giót giờ liếc mắt nhìn Leo. Hai người ha ha bắt đầu cười lớn ba ngày vui sướng kỳ nghỉ kết thúc, ba người lại trở về cuộc sống yên tĩnh. Jenny thẩm thẩm cầm mới vừa in ra mấy chục tấm bức ảnh, cười híp mắt ngồi ở bên giường chọn, chuẩn bị chọn một ít đẹp để chụp ảnh chung bỏ vào trong khung ảnh, đóng sách lên. Leo liếc mắt nhìn trong đám đề tài, trước kia có một quãng thời gian đang thảo luận tại sao cây không nổi bong bóng, thế nhưng cũng rất nhanh bình yên lặng xuống. Chính mình cũng thuận lợi một lần nữa tìm tới một cái nhập hàng sắt thép con đường ngay ở nhà phụ cận một km tiểu nhà kho nhỏ tuy rằng phẩm chất so với cây trước kia cung cấp muốn kém một chút thế nhưng ổn định mà hợp pháp nhìn gân thép cường hóa tiến độ càng ngày càng chậm trong lòng cũng có một chút sốt ruột thế nhưng có một số việc không vội vàng được leo tin tưởng rất nhanh sẽ có tài nguyên chính mình tìm tới cửa bình tĩnh hội tụ bốn cái gậy kim loại vây quanh ở chính mình chu vi tiếp tục tu luyện lên một chút kim quan chậm rãi tụ hợp vào đến khắp toàn thân kinh lạc, còn có nội phủ, vì là độ trên một tầng kim quang. Christine cùng Tony bắt đầu lăn lộn, lật lên lật lên liền rơi xuống đất đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Christine trần truồng lõa thể từ một cái giường lớn trên giật mình tỉnh lại. Nguyên bản đen kịt một mảnh gian phòng, ở gia viết sự khống chế, chậm rãi sáng lên. Chào buổi sáng, hiện tại là sáng sớm 7 giờ chỉnh nhiệt độ hoa thị 72 độ, khí trời nhiều mây. Một trận phi thường nhân cách hóa máy móc thanh vang lên. Bên giường to lớn cửa sổ sát đất trên do đen kịch dần hoãn biến thành trong suốt hình, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài cửa sổ tất cả đều là ánh nắng tươi sáng xanh thẳm biển rộng. Sóng biển độ cao trên vai bộ đến phần eo trong lúc đó, thích hợp lướt sóng, sóng lớn sẽ ở 10 giờ 52 phân đến, nơi này chính là California Malibu một đống xây ở trên vách đá treo leo biệt thự, cũng là ngàn tỷ phú ông tony stark nhà một thân già dặn âu phục pipper tiểu thư hết sức quen thuộc đem christine cho đuổi ra biệt thự nhìn bản kế hoạch trên một đống sự tình lại vội vội vàng vàng rời đi sau ba tiếng nhận được sân bay larry gọi điện thoại tới bất đắc dĩ đến đến phòng dưới đất tony mở ra một thủ này khúc ở chính mình yêu thích nhất xe cũ trước làm công việc sửa chữa mãi đến tận pipper đi vào Trí năng gia viết nhìn thấy chính đang gọi điện thoại Piper, tự động đóng rơi mất âm nhạc. Đừng đóng đi âm nhạc của ta. Stark thật lòng tháo dở trên xe hơi linh kiện. Piper ngõm rồi điện thoại, vào lúc này ngươi nên ở trái đất khác một đầu. Nàng muốn bắt ta làm sao? Chỉ có thể nhịn. Piper suy tư một giây, bất đắc dĩ hồi đáp. Cái kia ngươi làm gì thế còn muốn đem ta từ này đuổi ra ngoài? Tony thật lòng xem trong tay cố kiện, người máy bay nửa giờ trước nên cất cánh. Tipper nhìn vẫn đang thao túng ô tô hắn nói rằng, thú vị, đó là ta máy bay, liền nên chờ ta mới đúng. Cầm trong tay linh kiện lắp đặt đi đến, xác nhận không có vấn đề, mới đứng lên. Tipper còn muốn tiếp tục nói cái gì, thế nhưng là tiếp tục bị Tony cướp lời nói đạo, nếu như máy bay tư nhân đều không giống nhau, không chờ chủ nhân vậy còn muốn máy bay tư nhân làm gì loại này bất cần đời tính cách làm cho nàng rất là không nói gì nơi này còn có một vài việc cần nói một hồi pipper vì là tony thu dọn được rồi tất cả mọi chuyện chỉ cần start cuối cùng đưa ra một cái tính quyết định đáp án mấy phút sau tony quyết định mua một bức đắc giá họa ký tên một phần văn kiện còn có chính là tony đột nhiên biết rồi ngày hôm nay là pipper sinh nhật người sinh nhật Đúng. Ta biết ngày hôm nay sao? Hừm, đi theo năm lại là cùng một ngày, rất kỳ quái đi. Piper vẫn khóe miệng, tự hồ rất hưởng thụ Tony bất ngờ dáng vẻ, "Thay ta cho chính ngươi mua một phần lễ vật đi." Stark cười nhìn Piper. "Ta đã mua." "Lễ vật thế nào?" Nhìn chằm chằm trước mắt cái này tóc vàng em gái nói rằng, Ác, rất tuyệt, phi thường có thưởng thức, cảm tạ ngươi." Stark tiên sinh, tốt cũng là nha nổi lên khóe miệng, nhìn Tony. Không khách khí, Pop tiểu thư. Stark nhìn chầm chằm Tipper con mắt, có chút na không ra. Đúng rồi, ta ở trong xe tìm tới cái này, ngươi xem một chút đây là vật gì. Tipper có chút mặt đỏ nhìn Stark, đột nhiên từ trong túi tiền móc ra cái này, một cái nho nhỏ khối kim loại đi ra. Hả, quá tuyệt, ta mới vừa còn đang suy nghĩ, cái này mô hình đi chỗ nào. Stark cầm tới, cẩn thận xem lên, Pipper, ngươi xem này như là món đồ gì? Pipper suy nghĩ một chút, nói rằng, cái này mô hình là từ chỗ nào đến? Một đứa bé, châu Á tiểu hài tử, tối ngày hôm qua cho ta, không biết tại sao, cảm giác rất quen thuộc, nhưng là vừa có chút, nói không được. Tony chuyển động mấy lần trong tay cái này sân khấu trạng mô hình, đường đấy còn có mấy cái điện từ cuộn dây dán dấp trang sức. Bất kể nói thế nào, đây là một cái hết sức ưu tú mô hình không phải sao pipper nói rằng ea nói không sai đưa ngươi stark đem nho nhỏ sân khấu nhét vào pipper trong tay uống xong nàng cà phê trong tay xoay người hướng về gara đi đến nàng cầm trong tay thưởng thức một phen nhìn tony cùng happy lái xe bay nhanh rời đi bóng lưng đem cái này sân khấu bình thường đặt tại bàn làm việc của mình trên suy nghĩ một lúc nhìn cho xoay ngược lại loại nhỏ diện đặt ở dưới đấy có chứa cuộn dây loại cỡ lớn diện đối diện phía trên cảm giác như vậy càng hợp lý một ít đây liền như vậy tipper ở bàn làm việc của mình trên mang lên một cái nho nhỏ đời đầu ác trích to mô hình ngày thứ hai buổi tối tipper lại bị một trận quân đội điện thoại cho từ trong giấc mộng đánh thức cái gì bắt cóc thế nhưng vào lúc này tipper nhưng không cách nào rời đi start công ty còn có quá nhiều sự cần nạn để hoàn thành tony có thể mất tích thế nhưng Pipper không được. Nắm thật chặt cạnh đầu giường trên, cái này Tony cuối cùng đưa cho hắn mô hình, tinh tế trên tay bốc lên từng cái từng cái gân xanh. Tony huynh đệ tốt trốt thượng tá cũng nhận được tin tức này, không do dự, mang theo mấy người, lập tức mở ra máy bay trực thăng đi đến Tony bị trói đi chiến trường, mưu toan tìm kiếm ra một tia dấu vết. Hai ngày sau, Tony từ trên giường bệnh bỗng nhiên mở mắt ra, thuốc tê dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn quá khứ tay chân có chút cứng ngắc không nghe sai khiến dãy dụ đem từ trong lỗ mũi sen vào đến đường hô hấp dưỡng khí quản cho rút ra sau đó động vật bản năng cầu sinh để hắn nỗ lực từ một bên cầm lấy chén nước lại bị ngực hai sợi dây điện cho trói chặt nếu như ta là ngươi ta thì sẽ không lãng phí tốn sức insen đối diện một mặt vẫn tính hoàn hảo cái gương nhỏ thổi mạnh cầm râu mép tony gỡ bỏ trên ngực băng gạc một khối đơn sơ kim loại trang bị sâu sắc khảm nạm ở trong cơ thể chính mình trong nháy mắt đó, Stark nhìn ẩm ướt đơn sơ hắc ám đỉnh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Ác to Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Stark ngồi ở bên giường, nỗ lực dùng cái kia một mảnh cái gương nhỏ đến quan sát trước ngực mình đồ vật. Tại đây cái hiểm cảnh bên trong, trong nồi nấu xem chút như thế nhi trò chơi, Insen còn tiếp tục huyết sáo có nhàn hạ thoải mái đem lấy ra mảnh đạn cất vào bình thủy tinh nhỏ bên trong đưa cho tony thậm chí là cùng stark nói ở thôn của chúng ta bên trong có thật nhiều người như vậy chúng ta gọi bọn họ hoạt tử nhân bởi vì chỉ cần một tuần mảnh đạn sẽ tiến vào bọn họ trọng yếu bộ phận cho dù là như vậy lời nói cũng không có để không làm rõ ràng được tình hình stark nghe ra trong giọng nói bi sang đây là cái gì nam châm điện liên tiếp ô tô bình ắc, quy, nó có thể ngăn cản mảnh đạn tiến vào trái tim của ngươi. Ân. Start đại não điên cuồng chuyển chuyển động, phân tích tất cả xung quanh, buộc lên trên người mình bẩn thiểu áo ngực. Insen nhưng là nguyên bộ âu phục, nờ cũng là phi thường kinh điển chỉnh tề, bên trái túi áo thậm chí còn lộ ra một điểm khăn vuông. Tại đây cái tối tâm vô cùng bên trong hang núi, cùng vô cùng chật vật Tony lẫn nhau so sánh, lại như là hai cái thế giới khác nhau người thế nhưng là giáo hội để Tony ở hiểm cảnh bên trong, nhìn quản chế máy thu hình, rồi mới hướng, cười một cái. Cái này ung dung trạng thái thậm chí để Stark hoài nghi trước mắt người này là bắt cóc hắn người phái tới. Chúng ta từng thấy, ở Thụy Sĩ Bơn Khoa học Kỹ thuật trong Đại hội, năm 1999. Ta không ký. Ngươi khẳng định không nhớ rõ, nếu như ta hét thành ngươi cái kia dáng vẻ, trạm đều không đứng lên nổi huống chi còn có một cái vi mạch tích hợp diễn thuyết. Insen trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, mang cho Stark một chút an lòng. Lời còn chưa nói hết, cửa liền truyền đến tiếng gào, Insen trong nháy mắt liền sốt sắng lên. Mau mau đi đến Stark bên người, hai tay kéo căng thẳng không được Tony, động viên nói rằng, theo ta làm, theo ta làm là được. Râu ri rậm rạp phó thủ lĩnh mang theo mấy cái cầm súng tiểu để đi vào. Thông qua Insen phiên dịch, biết mục đích của bọn họ là để Stark chế tạo mới vừa thí nghiệm qua jericho đạn đạo Stark từ chối lại bị một đầu ấn vào một bên thùng nước bên trong ấm ức sặc nước còn có chút điểm thủy hoa tiên bắn tới trước ngực nam châm điện trên tạo thành một lần nho nhỏ đường ngắn thiếu niên thành danh thiên tài nhà khoa học ngàn tỷ nhà giàu tony Stark nơi nào chịu đến quá loại đãi ngộ này năm lần bảy lượt đem đầu ấn tới trong nước thoáng như tử vong bình thường trong đầu dĩ nhiên tuôn ra Pipper phốt một tiếng tiếng la, Tony. Insen ở một bên vô cùng không đành lòng, thế nhưng là không thể làm gì, chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Cả người không có khí lực, nhưng hay là muốn ông cho mình bảo mệnh dùng ô tô bình ắc, quy lúc, Stark cảm thấy trước nay chưa từng có sĩ nhục cùng xấu hổ. Ta lại muốn mang theo cái này cồng kệnh bình ắc, quy đến duy trì tính mạng của chính mình. Sau đó, túi chữ nhật bao tải lôi kéo đến sơn động ở ngoài, nhìn bên ngoài khắp nơi vũ khí hạng nặng, đạn đạo, đạn rocket, bom chờ chút, sở hữu vũ khí, mặt trên dĩ nhiên toàn bộ đều ấn Start Công ty Chế Tạo, đánh dấu. Thậm chí là trong tay bọn họ súng ống, toàn bộ đều là Start Công ty Chế Tạo Bục địch áp phan râu ri rậm rạp phó thủ lĩnh, tự hồ có hơi kiêu ngạo đối với Tony nói rằng, ngươi thấy thế nào? Toàn bộ hành trình insen phiên dịch, các ngươi có rất nhiều ta tạo vũ khí chúng ta có chế tạo Jericho đạn đạo sở hữu vật liệu, ngươi liệt ra khỏi hàng biểu danh sách. Tiếp tục nói, lập tức bắt đầu chế tạo, ngươi sau khi hoàn thành, ta sẽ thả ngươi. Nói xong, còn duỗi ra một cái tay ra hiệu. Tony hiện tại chỉ muốn sống tiếp, nghe được Insen phiên dịch cuối cùng một đoạn văn, đưa tay thả đi đến, nắm chặt ở cùng nhau. Cười nhìn râu ria rậm rạp, nhưng là dùng tiếng Anh nói rằng, hắn sẽ không. Insen cũng là nở nụ cười nhìn phó thủ lĩnh, trả lời, đúng, hắn sẽ không. Nhìn hai người nụ cười, râu ri rậm rạp cũng nở nụ cười. Bên trong hang núi, lại chỉ còn rơi xuống Tony cùng Insen hai người, trung gian nhiên một đống củi đốt lửa trại đến tiến hành chiếu sáng cùng sự ấm. Stark hai mắt vô thần nhìn thiêu đốt ngọn lửa, trong đầu hồi ức đến trước thời gian tốt đẹp, trên người bao bọc một tầng củ nát dơ thảm, ngồi ở chỗ đó có chút trung lẫy bẫy. Insen nhìn Tony, nhưng là nói rằng, ta biết ngươi người khẳng định đang tìm ngươi, Stark. Thế nhưng cái này thâm sơn bọn họ vĩnh viễn không tìm được. Ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn Tony, ngươi mới vừa cũng nhìn thấy, những người chính là ngươi di sản, Stark. Stark lại không có phản ứng gì, ngồi không nhúc nhích. Ngươi một đời tâm huyết nắm tại những này người mang tội giết người trong tay, lẽ nào ngươi muốn từ bỏ? Âm thanh dần dần tăng thêm lên, đây chính là vĩ đại Tony Stark làm cuối cùng phản kháng sao. Insen cuối cùng nhìn chầm chầm Tony lớn tiếng nói, vẫn là nói ngươi phải làm những gì. Stark trong đầu chính đang lãng tránh vô số hình ảnh, Pipper khuôn mặt tươi cười, chính mình xe cũ, Obi âm thanh. Chính mình ngủ quá vô số người mẫu, Pipper để cho mình cuối cùng một ly cà phê, chính mình đưa cho Pipper tiểu mô hình, trước ngực mình 500 điện, trong công ty to lớn lò phản ứng, còn có cuối cùng ở cửa động nhìn thấy cái kia một chút mặt trời hồi tưởng lại chính mình đem mô hình đưa cho Piper thơ cuối cùng khuôn mặt tươi cười ánh mắt nhưng dần dần từ trên mặt của nàng chuyển đến trong tay nàng cái kia nho nhỏ mô hình trên người trong tay vô ý thức động tác lên hồi tưởng lại cái kia mô hình hình dạng thật giống như mô hình bản đồ ba chiều xuất hiện ở trong đầu của chính mình từ từ phân giải thành linh kiện từ hồ cùng trong đầu của chính mình chôn sâu ý tưởng kia va chạm vào nhau Stark trong mắt nhưng là bốc lên tia sáng kỳ dị, một cái chính mình cho tới nay đều quên ý tưởng kia lại lần nữa từ trong đầu xông ra. Được, làm việc đi. Stark một lần nữa đứng lên. Insen nhìn thấy Stark khôi phục đấu chí, tự hồ trong mắt xuất hiện một tia giải thoát, cũng chậm rãi bật cười. Sau một ngày, bên trong hang núi, có yêu cầu thiết bị đều bị đưa vào, ánh đèn sáng ngời chiếu rọi xuống, đơn sơ trong sơn động cũng coi như là khá giống dáng vẻ. Stark tinh tế đem một viên đạn đạo đầu đạn cho phá dở xuống bên cạnh, đem bên trong một cái làm nổ trang bị lấy ra. Insen tiến tới gần, nếu như chuẩn bị trong quá trình ta giúp ngươi đồng thời, hiệu suất gặp càng cao hơn một chút, Stark lại như không có nghe thấy bình thường, từ trang bị có ít cái kẹp lấy ra mỏng manh một mảng nhỏ mảnh kim loại đi ra, thuận lợi đem đồ còn dư lại đều ném tới phía sau. Đây là cái gì? Đây là Paladimu, không? 15 khắc, ít nhất phải một điểm sáu khắc, vì lẽ đó, ngươi đi phá hắn 11 cái. Stark nhìn Insen nói rằng. Insen tuy rằng không hiểu, thế nhưng vẫn là ấn lại Tony chỉ thị đi làm, nụ cười trên mặt lần thứ hai hiện lên. Cuối cùng, cần lợi dụng nồi nấu quặng đem Paladimu hòa tan, đổ vào khuôn đúc bên trong, ngưng tụ thành hình, này bước then chốt, bởi vì Stark có ngực cái này bình ắc, quy liên lụy, chỉ có thể do Insen để hoàn thành. Insen dùng cái cặp đem nồi nấu quặng kìm lên, chậm rãi hướng về khuôn đúc đi đến. Stark nhưng ở một bên cầm bình ắc, quy cường điệu nói, cẩn thận, cẩn thận, chúng ta chỉ có một cơ hội. Yên tâm, ta tay rất ổn, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi làm thế nào sống sót. Insen ung dung cười cợt, vững vàng chậm rãi đem trạng thái lỏng ba cho rót vào khuôn đúc bên trong. Xưng hô như thế nào? Stark nhìn Insen một chút, rốt cục hỏi vấn đề này gọi ta Insen đi. Insen tiếp tục ngược lại ba. Insen, rất hân hạnh được biết ngươi. Stark nhìn Insen một chút, rốt cục biểu thị hắn tán thành. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Insen cười rất vui vẻ. Rất nhanh, một cái Paladimu tiểu vòng tròn xuất hiện Stark trong tay. Sau ba ngày, một cái khéo léo sân khấu ngoại hình máy móc trang bị xuất hiện ở trên bàn, thông trên nguồn điện, triệt để kích hoạt rồi nó, tỏa ra sáng sủ màu trắng xanh ánh sáng. Gây nên chu vi mạch điện điện áp không ổn định, ánh đèn lấp lóe lên, Stark nhìn cái này nho nhỏ mô hình, trong ánh mắt chỉ có sự tồn tại của nó, môi khẽ run. Insen đi đến một bên, này xem ra có thể không giống Jericho đạn đạo. Đây là một cái loại nhỏ hồ quang chấn động phản ứng khí, ta ở quê nhà có cái đại, cho ta nhà xưởng cung cấp điện, Stark nhẹ nhàng sờ soạn đi đến cái này nên có thể ngăn cản mảnh đạn tiến vào trái tim của ta. Nó phát điện năng lực thế nào? Nếu như ta không có toán ra lời nói, bình thường không có sai, mỗi giây 3 tỷ dung. Đủ ngươi sống 50 lần. Insen cảm khái một câu. Đúng, hoặc là đủ một cái đại gia hỏa dùng 15 phút. Stark nghĩ trong lòng kế hoạch, lạnh nhạt nói. Ngươi là nghĩ như thế nào đến, áp suất nhỏ như vậy insen nhìn cái này phản ứng khí không khỏi hỏi lại lập tức đem Stark tâm tư kéo về mấy ngày trước đem trước mắt phản ứng khí cho nắm ở trong tay một tấc một tấc vuốt nhẹ lên insen ta đến áp phan trước một ngày có một đứa bé đưa cho ta một cái mô hình cái gì mô hình chính là cái này Stark đem trước mắt lò phản ứng cho nhất lên cùng cái này vô cùng xem nhưng muốn càng tinh xảo một ít buồn cười chính là ta khi đó nhưng không nghĩ tới chuyện này kỳ quái như thế. Insen cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nếu như ta có thể trở lại, ta nhất định tìm tới hài tử kia, nhất định. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Insen chết rồi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Stark lại nằm trở lại trên giường, ở Insen tinh tế thao tác dưới, nho nhỏ lò phản ứng trang đến Stark trên ngực. Lóe sáng lò phản ứng mặt lên đi nháy mắt thật giống phát sinh một tia dị dạng ánh sáng. Insen con mắt bỏ ra một hồi, lại nhìn về phía Stark lúc, thật giống trong chớp mắt, Tony biến không giống nhau. Tony đứng lên, nhìn bên cạnh cái kia theo chính mình đầy đủ năm ngày ô tô bình ắc quy, lần này cuối cùng cũng coi như thoát khỏi nó ràng buộc, lại thật giống không chỉ chỉ là pin ràng buộc. Vuốt trước ngực mình lạnh lẽo lò phản ứng, nhưng phản phất để dòng máu của chính mình sôi vọt lên, này viên tân, trái tim không chỉ là cho Tony sức mạnh, càng là cho một cái sứ mệnh mát số một chính thức bắt đầu âm u ẩm ướt trong sơn động bắt đầu rồi khí thế ngất trời chế tạo lên sắt thép linh kiện đến đồng dạng thân là nhà khoa học insen đủ để tiết kiệm được tony rất nhiều khí lực từng cái từng cái máy móc linh kiện liền như vậy chậm rãi thành hình lên lúc rảnh rỗi hai người cũng sẽ thông qua một ít ấu trĩ trò chơi nhỏ đến buông lỏng một chút căng thẳng tâm tình lần này là tony dẫn ra đề tài ngươi vẫn không có nói cho ta ngươi quê nhà ở nơi nào tony liếc mắt nhìn insen hỏi insen động tác trên tay ngừng lại khe khẽ liếm môi một cái nói rằng một người tên là jemira trấn nhỏ là cái nơi rất tốt ngươi có người nhà sao có a à, rời đi nơi này ta liền đi thấy bọn họ insen không chút do dự nào nói rằng sau đó hỏi ngược một câu ngươi đây Start. Stark nhìn Insen hai giây, khóe miệng có giật, cúi đầu, nhẹ giọng trả lời một câu: "Ta không có người nhà. Không có." Nói như vậy, người nắm giữ tất cả, rồi lại một không chỗ nào có Insen bình thản đối với Tony nói như vậy. Stark khẽ mỉm cười, nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Hai tháng sau, phần lớn mắc số một linh kiện đã hoàn thành rồi, thế nhưng đang kiểm tra thời điểm, cũng Chung quy bị nhìn ra một chút đoan nghi. Thủ lĩnh mang theo mười mấy cái tiểu đệ vọt vào, hai người trong nháy mắt sốt sắng lên, lại như lần thứ nhất như vậy, Tony đưa tay nâng quá đỉnh đầu. Thế nhưng lần này cũng không có uy hiếp Tony, mà là dùng Tony nghe không hiểu ngôn ngữ cùng Insen giao lưu lên. "Ngươi tại sao không nghe ta lời nói? Chúng ta đang làm việc, hết sức chăm chú." Insen giải thích. Đầu trọc lão đại nhưng là đi từ từ đến Insen trước mặt, "Ta lưu ngươi một cái mạng nhỏ." ngươi chính là như thế báo đáp ta. Insen bị bức bách nhẹ nhàng lui hai bước, tận lực giải thích nói, đạn đạo rất phức tạp, hắn đã phi thường nỗ lực. Chu vi hai cái tiểu đệ xông về phía trước, đem Insen trói ngược lại, để hắn quỳ xuống. Lão đại nhưng là dùng cái kìm ở một bên rèn sắt lò lửa bên trong mân mê lên. Ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn sao, ngươi không nói đúng không? Trong thanh âm tràn ngập uy hiếp. Insen quỳ trên mặt đất, có chút trung rẩy nói rằng chúng ta công tác rất nỗ lực. Hắn cấp lên một hạt thiêu đỏ chót tiểu bóng thép đi ra, cười tàn nhẫn một hồi, há mồm. Một bên Stark cũng cảm giác không đúng, mau mau hỏi Insen, hắn muốn làm gì? Lão đại đem Insen đầu uống một cái, cho đặt tại Anvil trên, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Các ngươi đang làm gì, thành thật khai báo. Stark thấy này, cũng siết chặt song quyền, tự hồ đoán ra phát sinh cái gì hắn ở tạo jericho đạn đạo insen đầu trúng vào anvil một khắc đó tự hồ liền từ bỏ dãy dùa, lớn tiếng nói thành thật khai báo đỏ chót nóng rực tiểu bóng thép đã đưa tới insen bên mép hắn ở tạo jericho đạn đạo thành thật khai báo lão đại phản phất sau một khắc sẽ đem bóng thép nhét vào insen cổ hồng bên trong hắn ở tạo jericho đạn đạo stark không nhịn được tiếng lên đi tới ngươi muốn cái gì? Phải cho một cái giao hàng ngày sau. Tiểu đệ chung quanh lập tức đem nòng súng nhắm ngay muốn đầu trọc lão đại đi đến Stark, hết sức cẩn thận gián dấp. Lão đại cũng là quay đầu lại nhìn Stark, muốn nhìn một chút hắn muốn nói cái gì, quyết định in sen miệng có hay không còn có thể lưu lại. Ta cần hắn, hắn là cái thật giúp đỡ. Đây là Stark lần thứ nhất nói ra những lời này, kiêu ngạo Tony Stark, lần thứ nhất nói ra cần người nào đó ngày mai các ngươi nhất định phải cho ta đem đạn đạo sắp xếp gọn lão đại trong tay khối thép đi rơi xuống nhìn hai người uy hiếp nói rằng xoay người liền đi tony stark nhìn rời đi đầu trọc trong mắt tràn ngập phẫn nộ song quyền càng là tuôn ra gân xanh sau hai giờ chen 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 âm thanh vang vọng toàn bộ sơn động chỉ ăn mặc một cái áo lót tony mồ hôi đầm đìa một búa một búa gõ trong tay một cái kim loại linh kiện ngâm vào làm lạnh dịch bên trong, tư, một trận màu trắng hơi nước xông ra. Mát số một cái cuối cùng linh kiện, mặt nạ, hoàn thành. Lúc này không có quá nhiều do dự, Insen bắt đầu cấp tốc lắp ráp lên mát số một lên, start tiến hành cuối cùng một lần kiểm tra, còn có trình tự đính chính. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trùng, một khắc cũng không thể trì hoãn. Insen vì là Tony Trang mang thật sở hữu trang bị, đồng thời vừa nói, đường đi ra ngoài tuyến ký hạ xuống sao. Đây là Insen ở đây đợi lâu như vậy, mỗi lần bị mang khăn trùm đầu đi ra ngoài, được tối tin tức hữu dụng. Đi thẳng 41 bộ, đến cạnh cửa lại đi 16 bộ, đi phía bên phải lối rẽ, 33 bộ, lại quẹo phải. Không sai, rất tốt, không có vấn đề. Insen đã vô cùng mệt mỏi, thở hổn hển nói rằng. Một bên khác, cũng phát hiện Start bọn họ dị thường, vội vàng có không ít người lại đây kiểm tra tình huống, một cái người Hungary chạy đến cửa sát khẩu đến gọi hàng nói. Nhưng là Insen cũng sẽ không tiếng Hungary, gây nên sự hoài nghi của bọn họ, trực tiếp mở cửa đi vào, lại bị Tony đã sớm thu xếp bom cho nổ bay xa 7, 8 mét. Bất kể là tiếng nổ mạnh vẫn là quản chế máy thu hình hư hao, đều mang ý nghĩa, lần này nếu là không có thành công, hai người đều chết chắc rồi, đây là cơ hội cuối cùng insen ở tony chỉ đạo dưới đem mát số một cung cấp điện trình tự cho kích hoạt thế nhưng theo bên ngoài tiếng ồn ào càng ngày càng gần cũng càng ngày càng sốt sắng lên sở hữu lục giác bu lông đều cho mau chóng insen quay đầu lại liếc mắt nhìn mới vừa quá nửa trình tự đường tiến độ chính mình lẩm bẩm một câu chúng ta cần nhiều thời gian hơn nhìn bị cố định ở trong cơ giáp start hay ta đi cho ngươi tranh thủ chút thời gian theo kế hoạch đến theo kế hoạch đến Incent. Stark giận dữ hét. Nghe Insen dần dần chạy xa âm thanh, Tony con mắt nổi lên vô số tơ máu, tựa hồ còn chen lẫn điểm điểm lệ quan. Theo trình tự khởi động, điện áp gánh nặng, sở hữu ánh đèn đều tắt, cái kia một đôi con ngươi đỏ lầm cũng rơi vào trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, thì có người đột phá Insen, vọt tới Stark bên trong hang núi đến. Lợi dụng cương chế tạo kim loại khô giáp, phổ thông viên đạn căn bản là không có cách đột phá phòng ngự, chuyển động cơ giới to lớn động năng đủ để đem một người đánh bay 10 mét có hơn, hai ba lần liền giải quyết xong tới bốn người. Dựa vào Insen nói cho con đường, vội vàng hướng về lối ra đi đến, hy vọng mau chóng tìm tới Insen, Tony còn ông một chút hy vọng. Dựa vào mang lực, đủ để búa phi bất luận cái nào che ở người trước mặt, có thể đẩy mấy cái súng trường bắn một lượt tiếp tục tiến lên, ở nho nhỏ bên trong hang núi, không có ngộ đến bất cứ đối thủ nào. Rốt cục, ở sơn động lối vào nơi tìm tới thoi thóp insen insen tony mới vừa hô nằm trên đất insen nhìn thấy ánh sáng đầu lão đại liều mạng hô cẩn thận đầu trọc lão đại một phát mảnh đạn bắn lại đây tony thân thể lệch đi từ đầu một bên chà sát quá khứ tay động phóng ra trên cánh tay một phát loại nhỏ đạn đạo thế nhưng cũng không hề đánh trúng đầu trọc mà ở một bên nham thạch nổ tung đem đầu trọc lão đại nổ hôn mê bất tỉnh Tony Stark đi đến Insen bên người, mở ra mặt nạ của chính mình, cả đầu là mồ hôi, trừng lớn hai mắt chờ đợi nhìn Insen, nhanh, chúng ta phải đi rồi, coi như chính là ta, đi mau, chúng ta nói tốt, theo kế hoạch đến. Cuối cùng, âm thanh có chút hơi rung lên. Ta vẫn luôn là như thế kế hoạch, Stark. Insen sắc mặt trắng bệch nằm trên đất, vô lực nói rằng, thật giống mới vừa cái kia một tiếng, cẩn thận, háo xong xuôi hắn toàn bộ khí lực. Không được, ngươi còn muốn đi thấy người nhà của ngươi đây lên tony trừng mắt hai mắt nói rằng người nhà của ta đều chết sạch ta vậy thì đi thấy bọn họ stark không có chuyện gì insen nhìn tony đây chính là ta muốn kết cục ta muốn tony mũi thở bắt đầu run rẩy lên hai mắt hơi đỏ lên nhưng là nhìn rơi lệ insen muốn đi nỗ lực đi nhếch lên khóe miệng đến cười đối mặt insen nhưng là động hai lần rồi lại biến thành khóc hình cảm tạ ngươi cứu ta. Ước ác hai mắt nhìn Im Sen, trong mắt chen lẫn không muốn cùng thống khổ. Vậy thì quý trọng sinh mệnh, đừng hoang độ nó. Nói xong, Im Sen cuối cùng nỗ lực thở hỗn hển hai cái liền mất đi hô hấp. Stark nhìn một giây, nỗ lực quay mặt qua chỗ khác, bên trong chỉ còn dư lại phẫn nộ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16. Tony Stark trở về nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Leo ở trong 3 tháng này, lợi dụng những này phổ thông kim loại đem gân thép cường hóa cho tích lũy đến 34%. Theo cường hóa trình độ tăng cao, có thể phi thường rõ ràng cảm giác được thân thể thể trọng biến hóa, rõ ràng chỉ có một M27 vóc dáng nhỏ, nhưng tăng cân đến 40kg. Hơn nữa còn phi thường mẫn cảm phát hiện, chính mình dạ dày tiêu hóa tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, chính mình vị lại như là từ một cái nồi nhỏ lô thăng cấp làm giả luyện lô, bất kỳ đồ ăn đều cấp tốc chuyển hóa thành năng lượng biến mất rồi. Bởi vậy, Leo gần như mỗi ngày đều gặp ăn một trương đồ ăn vặt đến duy trì thân thể tiêu hao. Liếc mắt nhìn ngày hôm nay ngày, lẩm bẩm nói thời gian nên cũng gần như đi. Tony ăn mặc khô giáp đi ra khỏi sơn động, bên ngoài đã sớm tụ nổi lên đại đội nhân mã, đầy đủ mười mấy khẩu súng trường nhắm ngay cửa động, chuẩn bị nghênh tiếp hắn đến to lớn sắt thép bóng người đi ra, còn không có gì động tác, liền gặp phải hơn trăm phát đạn gột rửa, bách phát đạn lực xung kích nhất thời để Tony không cách nào động tác. Một vòng bắn một lượt sau khi, tất cả mọi người đều ngừng lại, thế nhưng lông tóc không tổn hại Tony giơ lên hai tay, mở ra trang bị trên súng phun lửa. Đến ta. Hai cái to lớn cục lửa phun ra ngoài, bám vào nhiên liệu làm nóng tất cả, ngoại trừ những người điên cuồng gào thét đám người, còn có động quanh miệng bãi trí vô số stack công nghiệp chế tạo ra đạn đạo. Theo nhiệt độ tăng lên trên cùng ngọn lửa thiêu đốt, chu vi mấy trăm bình rất nhanh sẽ biến thành một cái biển lửa, bên trong tất cả mọi người biến thành than cốc, chỉ có xa xa kẻ địch còn có cơ hội phản kháng. Ngoài 200 thước, ứng một cái súng máy hạng nặng sách lên, điên cuồng hướng về Tony xả kích. To lớn viên đạn lực xung kích để động tác của hắn hành động càng ngày càng khó khăn lên. Đồng thời, Chân lộ ra ở bên ngoài băng chuyền cũng gặp phải đấu súng hư hao, chân phải không cách nào nhúc nhích. Nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, một ít đạn dược trang bị đã dồn dập nổ tung ra, gây nên càng nhiều nổ tung phản ứng, liền ngay cả cách đó không xa những người loại nhỏ đạn đạo cũng càng ngày càng không ổn định lên. Tony thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, mở ra cuối cùng đào mạng trang bị, một cái từ loại nhỏ rocket tháo ra phun ra khí cùng động cơ tiến hành rồi cuối cùng bắn ra phi hành ngay ở Tony mới vừa phi ra khỏi sơn cốc, bên trong sơn cốc liền phát sinh to lớn nổ tung, sở hữu đạn dược đều bị làm nổ. Lực xung kích cực lớn lại đẩy Tony một cái, đem mát số một cho đẩy lên càng xa xăm. Nhiên liệu tiêu hao hết mát số một trên không trung liền mất đi động lực, rơi tự do hạ xuống, đập vào trong sa mạc. Tony nửa người đều rơi vào hạt cát bên trong, mát số một cũng hoàn thành rồi nhiệm vụ của nó, quan vinh hy sinh. Tony gian nan đem trên đầu tráo hái xuống, khóe miệng hàm huyết, trên cổ cũng đều là hoa thương, vô lực nhìn lên bầu trời bên trong bên trong cái kia hai tháng đều không có thấy mặt trời. No bác. Dãy dụ bò lên, phán đoán một hồi phương hướng, liền mau chóng rời đi. Sau bốn tiếng, Tony không biết đi rồi bao lâu, chạy bao lâu, sắp tới 40 độ nhiệt độ cao đã để hắn nằm ở thiếu nước trạng thái. Nếu như buổi tối trước không có ai phát hiện hắn, khả năng không cách nào sống đến ngày thứ hai cánh tay phải bởi vì địa phương thức, cũng chịu đến không nhẹ thương, chảy xuôi huyết dịch. Sức cùng lực kiệt Tony vẫn luôn đang suy tư Insen cuối cùng nói cho hắn lời nói, trở thành hắn tiếp tục chạy đi động lực. Không biết chạy bao nhiêu km, Tony trong đầu vẫn luôn là đối với chiến tranh các loại bình lý giải quét mới. Lướt qua một tòa lại một tòa cồn cát, mặt trời đã dần dần hạ xuống. Lần thứ hai lướt qua một tòa cồn cát, mãi đến tận hai chiếc máy bay trực thăng từ trên đỉnh đầu chính mình bay qua tony mới trì độn phản ứng lại hay vẫy vẫy tay trái của chính mình lớn tiếng gọi là quân đội máy bay trực thăng là tìm đến mình máy bay đã sớm lực kiệt tony hai chân mềm nhũng quỳ gối các vàng trên giơ lên cao trực tiếp tay trái bên trên dựng thẳng lên hai ngón tay đó là chính mình ở xe jeep trên cùng cái kia nhân vì bảo vệ hắn tử vong đại binh chụp ảnh chung lúc động tác. Khi đó, tự mình nói chính là hòa bình, ta yêu quý hòa bình, nếu như hòa bình ta không công tác. Giờ khắc này, nhưng là từ đáy lòng trào ra nguyện vọng, ta yêu hòa bình. Ba tháng này mỗi ngày đều không ngừng mà phi hành ở trên sa mạc không rốt thượng tá, xong về phía trước, với Tony ông ở cùng nhau, lần sau cùng ta ngồi đồng nhất chiếc xe, được không? Tony ngã vào rốt trong lòng ngực, cười rất vui vẻ. Pipper cũng được tin tức, một cái che miệng mình, nghẹn ngào chảy xuống kích động nước mắt, vô lực bác ở trên bàn làm việc khóc lên. Ai biết, nàng những ngày qua bên trong, mỗi ngày đẩy bao lớn áp lực làm công, rốt cục, Tony phải quay về. Không năm ngày mùng 4 tháng 5, nước Mỹ trong căn cứ quân sự, một chiếc quân đội máy bay vận chuyển rất xa bay tới. Mà Pipper cùng Happy, rất sớm sẽ chờ hậu ở nơi này. Cửa máy chậm rãi mở ra, Tipper đã trong mòn con mắt nhìn chậm chậm phía trên cái kia ngồi ở xe lăn bóng người, nguyên vốn đã sưng không thể tả con mắt lần thứ hai hồng hào lên. Tay phải bị thương Stark ở rốt nâng đỡ, chậm rãi đi xuống. Tipper còn mang theo mấy giọt nước mắt nở nụ cười, từ giữa mà ở ngoài, chưa từng có như thế tơ vương quá một người. Tony trên mặt còn mang theo mấy chỗ vết thương, thế nhưng trong ánh mắt cũng chỉ có Tipper một người. Con mắt của ngươi đều đỏ vì ngươi mất tích ông chủ thương tâm. Cao hứng, tỉnh lại tìm việc làm. EA, kỳ nghỉ kết thúc. Tony cũng không nhớ chính mình ý định ban đầu. Happy mở cửa xe ra, Tony start, lần thứ hai ngồi lên rồi xe của mình. Đi chỗ nào, tiên sinh. Mang chúng ta đi bệnh viện. Happy. Không đi, Tony nói rằng. Không, Tony, ngươi nhất định phải phải đi bệnh viện kiểm tra thân thể ta tuyệt đối không đi bệnh viện, ta cái gì cũng không muốn làm. Tony nhìn chầm chầm Pipper. Ta bị giam 3 tháng, ta hiện tại chỉ muốn làm ba chuyện, một cái là ăn burger phô mai, hai là... Pipper nữ quá ánh mắt, ngươi đều là tốt như vậy sắc. Không phải như ngươi nghĩ, ta nghĩ tổ chức một cái tuyên bố. Tuyên bố. Tại sao muốn tổ chức buổi họp báo tin tức? Pipper phi thường không hiểu, chỉ là lo lắng Tony thân thể còn có ba tipper giúp ta tìm tới cái kia ở châu á hài tử happy gặp hắn được rồi happy lái xe trước tiên đi ăn burger phô mai xe chậm rãi khởi động rồi tipper vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ hài tử hogan cái gì hài tử nơi nào hài tử ngày hôm nay lại là một cái thư thích cuối tuần jenny ở tăng ca dót giờ thúc thúc có chuyện muốn bận bịu liền ngay cả peter cũng bị dì may cho mang tới công viên trò chơi đi sẽ không đến tìm chính mình leo làm sao ngươi biết tony stark trở về ta mới vừa mới hỏi thăm được bọn họ thật giống chuẩn bị ở một cái nào đó trong hội trường mở một hồi buổi họp báo tin tức leo điện thoại di động vang lên bên trong xuất hiện như vậy một cái tin tức được rồi đem vị trí phân phát ta ta đáp ứng trước tiên làm cho ngươi mô hình nhìn trong đám tiểu đồng bọn cho hắn phát tới tin tức leo trên lưng chính mình tiểu ra ngoài chận một chiếc taxi, đi nơi này, nhanh lên một chút, rất gấp. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Tiến vào buổi họp báo tin tức. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chỗ này là công nghiệp viên khu, có chút xa xôi nha. Có bao nhiêu sốt ruột. Tài xế tiểu ca liếc mắt nhìn trên điện thoại di động địa chỉ. Trong vòng 20 phút, ta ra hai lần tiền xe. Nha hô một cước chân ga, xe nhanh chóng chạy lên. Chạy như bay trên xe, leo nhìn thấy bốn phía có không ít cùng hướng về chạy ô tô, thậm chí còn vượt qua quá khứ, nhìn qua thật giống đều là cùng một mục đích địa như thế. Những xe này là... Tài xế cũng liếc mắt một cái, những thứ này đều là những đài truyền hình kia, còn có The New York Times, New York mỗi ngày tin tức báo, những này tòa soạn báo xe. Làm sao người biết, những chiếc xe này bên ngoài cũng không có thiết tiêu biểu hiện nha. Bọn họ mỗi ngày đều là đấu đá lung tung, so với chúng ta xe taxi còn muốn phong, một đám người điên. Tài xế tự hồ có rất lớn lời oán hận, đạp cần ga, đuổi theo, chăm chú cắn ở sau xe. Sau 18 phút, xe taxi vững vàng đứng ở stack nhà xưởng ngoài cửa lớn, tài xế đại ca một mặt chờ mong nhìn. Leo cũng là tin giữ lời hứa cho gấp đôi tiền xe. Xuống xe lửng thững hướng đi cửa lớn, không ít phóng viên cũng đều là mới vội vã tới rồi. Leo xuất hiện căn bản hào không nổi bật, thế nhưng cũng không khỏi không khâm phục thành viên nhóm thủ đoàn, tin tức này cũng là thật là đúng lúc, không so với những phóng viên kia kém. Thế nhưng Leo còn nhỏ tuổi vẫn là mang đến cho hắn bất tiện. Bị cửa cảnh vệ ngăn lại. Hay, người bạn nhỏ, người nhà của ngươi đây, nơi này cũng không thể nhường ngươi đi vào. Tipper post tiểu thư để cho ta tới. Leo lớn mật nói rằng. Cảnh vệ nghe cũng là gãi gãi đầu, người bạn nhỏ ta có thể không nhớ rõ phúc tiểu thư có châu á bằng hữu xin lỗi trừ phi ngươi có thể gọi điện thoại cho nàng leo xẹp miệng mắm nhìn một chút bốn phía tường vây liền rời khỏi chọn một cái vừa vặn không ai tường vây hai tay nhẹ nhàng vừa nhất giày dưới mảnh kim loại liền đem leo cho nhất lên nhẹ nhàng bay vào cấp tốc hướng bên trong chính thức buổi phỏng vấn tràn đi đến từ cửa lớn đến hội trường vẫn có một đoạn khoảng cách không nhỏ trong lúc còn nhìn thấy đủ loại kiểu dáng siêu xe vội và cản vào đều là cùng tony stark thấy một mặt leo cũng tăng nhanh bước chân chỉ chốc lát sau đi đến một đống kiến trúc cửa đứng đầy người phần lớn đều là ăn mặc thẳng tắp âu phục công nhân tất cả đều ở đây ở ngoài chờ đợi chính chủ đến còn có một cái ăn mặc màu lam nhạc đường nét âu phục trâu bạc đầu trọc đứng ở cửa mang theo một cặp kính mát đang cùng đám người chung quanh môn trò chuyện leo híp mắt lại obadiah Vậy thì là Stark thân mật nhất thúc thúc, Obadiah, cũng là Tony bị bắt cóc bày ra người, ai ẩn mong dơ người lái, ai ẩn một cuối cùng bốt. Leo liếc mắt nhìn trên cổ tay hắn mang theo kim loại đồng hồ đeo tay, chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể giết chết hắn. Đương nhiên, hiện tại Leo chắc chắn sẽ không làm như vậy, cũng không có quá nhiều để ý tới Obadiah, bởi vì hắn cho rằng, Obadiah đối với mình cũng không có uy hiếp. Xuyên qua cửa lớn, trực tiếp tiến vào trong phòng, 40, 50 vị không giống truyền thông phóng viên toàn bộ đều hội tụ ở nơi này. Trước đài càng là điều khiển không ít, trường thương đoạn pháo nhắm ngay diễn thuyết đài, sẽ ghi chép xuống trận này tuyên bố mỗi một chi tiết nhỏ. Leo liền yên lặng đứng ở sở hữu phóng viên phía sau, chuẩn bị chờ đợi Tony đến, thế nhưng lúc này nhìn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Một cái vẫn mang theo thiện ý mỉm cười, ăn mặc tay trang màu đen, hơn nửa đường trẻ to cờ đột xuất bóng người. Saygit Homan Interventi, Logistic Division cấp 7 đặc công, Phil Cunson đặc công. Leo còn đang suy nghĩ có muốn hay không đi tiếp xúc một chút, thế nhưng bên ngoài rất nhanh sẽ truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoang hô, xem ra chính chủ đến. Chỉ chốc lát sau, Tony ở một đám người chen chúc bên dưới, trong tay cầm một cái burger phô mai đi vào, bên người Obadia thân thiết ông Tony, Pepper cùng Happy hãy cùng ở phía sau. Obadia mang theo Tony không có dừng lại đi lên đại đi, chuẩn bị chờ chút diễn thuyết. Mà cung sân nhìn thấy Pipper, ánh mắt sáng lên, đi tới. Leo cũng là thuận lợi đi đến Pipper bên người, ngăn ở cung sân phía trước. Phốt tiểu thư. Cung sân không nghĩ tới Leo nhúng tay, đứng ở Leo phía sau, quan sát trước mắt tiểu hài tử này lên. Pipper xoay người lại, đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là cung sân, sau đó mới cúi đầu nhìn thấy Leo. Hả, hai tử hi người bạn nhỏ tìm ta có chuyện gì không leo trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nói cái gì tốt giơ tay lên bên trong nho nhỏ kim loại mô hình đưa tới tipper trên tay Từ, ngươi là ngươi là hài tử kia tipper kinh ngạc nhìn leo thông minh nàng lập tức liền phản ứng lại dù sao trong tay cái này mô hình cùng tony cho mình cái kia thực sự là quá giống tipper đang lo đến cùng ở nơi nào có thể tìm được ba tháng trước ở Las Vegas đụng tới một cái châu Á bé trai. Nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chủ động đi đến trước mặt chính mình. Hai tử, ngươi tên là gì, ta có chút việc cần sự hỗ trợ của ngươi, có thể không? Piper ngồi sổm xuống, có chút kích động nhìn Leo nói rằng. Ta tên Leo, tốt tiểu thư, ta nghĩ ta mặc sau vị tiên sinh này có chuyện tìm ngươi, ta có thể chờ một lát. Cung sơn càng là mò không được đầu, trong tài liệu thật giống không có đứa bé này tin tức nha, hắn đến tột cùng là ai thế nhưng cũng đi lên phía trước bốt tiểu thư ta là phiêu cung sơn đặc công ta ở Stray Geek Home home interventi enforcement and logistics division công tác piper nhìn cung sơn nói rằng danh tự này thật là khó đọc cung sơn đưa tới một tấm danh thiếp ta biết chúng ta cũng chính đang giải quyết piper cũng không có vẻ mặt gì trái lại không ngừng mà nhìn về phía bên người leo bộ quốc phòng fbi cia đều đi tìm chúng ta chúng ta là một cái độc lập bộ ngành chức năng càng tập trung chúng ta muốn mời Stark tiên sinh tỉ mỉ miêu tả một hồi đào mạng quá trình cung sơn mỉm cười tiếp tục nói tipper bất đắc dĩ thở dài nhìn trên đài tony một chút tập mãi thành quen nói rằng ta sẽ an bài có thể không cung sơn cũng là phi thường thức thời nhìn ra rồi tipper không có tiếp tục tán gẫu xuống dục vọng cảm tạ một tiếng liền cười rời đi Leo, chờ Tony sau khi xuống tới, chúng ta cùng nhau nửa tâm sự được không? Piper đối với Leo thân thiết nói rằng. Đương nhiên có thể, ta cũng rất nhớ Nhung, hiện tại Stark tiên sinh. Leo nhìn về phía trước Tony, cũng nở nụ cười. Hay, mọi người đều ngồi xuống được không? Ngồi ở trên bậc thang dựa vào bục giảng Tony nói rằng, thuận lợi tiếp tục từ trong túi tiền móc ra một cái burger phô mai đi ra. Lớn như vậy nhà cũng có thể nhìn thấy ta, ta cũng có thể, mọi người đều tùy ý một điểm. Cắn một ngụm lớn burger phô mai. Obadia cũng thuận thế ngồi vào stack bên người. Pipper cùng Leo cũng ngồi sổng xuống. Rốt cũng đi đến Pipper bên người, Tồn đang hỏi, hắn đây là muốn làm gì? Đừng xem ta, ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Pipper trên mặt mang theo ý cười nhìn về phía trước Tony. Rốt kỳ quái nhìn một bên Leo, Leo nhếch miệng nở nụ cười, cười rốt không thể giải thích được, đứa trẻ này là ai. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Chính thức gặp mặt Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Stark cầm cắn một cái hamburger, thật lòng nhìn ngồi ở bên người mặt tươi cười Obadia. Nhìn thấy ngươi thật tốt, âm thanh vô cùng thâm trầm, xuất từ nội tâm âm thanh. Obadia cười cúi đầu, vỗ vỗ Tony vai, ta cũng như thế cảm thấy ta đều không thể thấy ta ba ba một lần cuối ta đều không thể cùng phụ thân ta nói lời từ biệt câu thứ nhất là đối với obadiah nói rằng câu thứ hai nhưng là đối mặt sở hữu phóng viên bằng hữu tony vô cùng thật lòng dáng dấp đột nhiên lâm vào trong suy tư hamburger cũng đặt ở một bên ta có một vấn đề muốn hỏi một chút hắn ta muốn hỏi hắn đối với sinh sản súng đạn có ý kiến gì dừng một chút tiếp tục thâm trầm nói rằng hắn có hay không mâu thuẫn quá dao động quá. Vẫn là hắn lại như truyền thông báo cáo như vậy, là một cái ngành hắn. Lấp lóe chụp ảnh ánh đèn soi sáng ở Tony suy nghĩ sâu sắc trên mặt. Sở hữu hắn người thân cận nhất, Tipper, Rốt, còn có Obadia, đều phát hiện, hắn thay đổi, không còn là trước đây cái kia kiêu ngạo, tự đại, chỉ hiểu được chế tạo vũ khí cùng cùng người mẫu lên giường Stark. Tony nhìn mặt trước sở hữu phóng viên ta nhìn thấy tuổi trẻ nước Mỹ đồng bào bị giết hại, chết ở ta vốn là muốn tạo đến bảo vệ bọn họ vũ khí bên dưới. Hắn nhớ tới ở vui sướng díp, trên cái kia mấy cái nước Mỹ đại binh. Ta còn phát hiện, cái này hệ thống, đối với không chịu trách nhiệm yên tâm thoải mái, mà ta cũng thành trúng rồi một thành viên. Obadia sắc mặt thay đổi, tự hồ đang suy nghĩ vấn đề gì. Tư, Start tiên sinh. Một vị phóng viên nhất tay đến mời nói ngài ở nơi đó đến cùng phát sinh cái gì sở hữu phóng viên đều chờ đợi nhìn Stark kỳ vọng hắn trả lời vấn đề này một lời đem tony thức tỉnh cũng quyết định trong lòng mình quyết định vương mình đứng lên ta triệt để tỉnh táo ta đối với thế giới này muốn làm chính là làm thêm cống hiến mà không phải chỉ tạo gặp nổ tung vũ khí vì lẽ đó ta quyết định đóng Stark công nghiệp vũ khí chế tạo bộ mãi đến tận ta quyết định công ty tân phương hướng phát triển. Obadia nhưng không nghĩ tới Tony lại đột nhiên nói như vậy, gấp vội vàng đứng dậy ngăn cản Stark nói tiếp, đem Tony nhẹ nhàng đẩy lên một bên. Stark không có dừng lại, nói tiếp, ta đem tìm kiếm một cái ta cho rằng thích hợp. Obadia đem microphone đoạt lại, muốn giảm bớt dưới đáy sở hữu khiếp sợ các ký giả. Đồng thời cùng quốc gia cao nhất lợi ích nhất trí phương hướng. Tony không có microphone đối mặt phóng viên nói xong câu nói sau cùng. Mới hướng về phía sau đi đến, không có lại để ý tới bên người những này điên cuồng các ký giả vấn đề. Obadia cấp tốc cười nói, muốn tận lực đem câu chuyện cho kéo trở về, chúng ta nên quan tâm tin tức là Tony trở về, đồng thời càng thêm khỏe mạnh, không phải sao. Nhìn dưới đáy hỗn loạn các ký giả, Obadia trong mắt xuất hiện phẫn nộ cùng với hối hận, chúng ta gặp tiếng một bước thảo luận vấn đề này, đồng thời đem ngay lập tức thông báo đại gia chúng ta cuối cùng thảo luận kết quả tony ở happy bảo vệ cho trở lại trong xe tipper cùng leo mới theo ở phía sau lên xe stark vẫn đang suy tư chính mình đón lấy nhiệm vụ đầu tiên ta đến cùng đổi một cái lò phản ứng hiện tại trên ngực này một viên quá thô ráp sau đó ta còn cần đột nhiên nhìn ngồi ở bên người hướng mình nháy lóe sáng mắt to leo tony đầu trong nháy mắt cắt đứt quan hệ lên Tình huống thế nào? Tony nhìn Leo gọi vào. Stark tiên sinh, rất cao hứng gặp ngươi lần nữa, nghe Tipper tỉ tỉ nói, ngươi thật giống như đang tìm ta, liền, ta liền chính mình tới cửa đến rồi, có phải là rất kích thích? Leo tràn đầy phấn khởi nhìn khiếp sợ Tony. Tipper cũng là hiếu kỳ quay đầu lại nhìn Leo, muốn nhìn một chút, tiểu hài tử này là làm sao gây nên Tony chú ý, lẽ nào cũng là bởi vì cái kia một cái kim loại mô hình. Tony trong lòng cất giấu nghi vấn, nhưng trầm mặt lại, để tay lên chính mình ngực, cái kia một tia lạnh lẽo kích thích đại não, happy, mang ta đi phát điện trung tâm. Được rồi, tiên sinh. Happy thay đổi đầu xe, muốn start nhà xưởng bên cạnh phát điện trung tâm chạy tới. Leo nhìn Tony, cảm thụ trong thân thể hắn bị hấp thụ ở ngực lò phản ứng cái kia năm viên bé nhỏ mảnh kim loại, còn có cái kia một viên không đứng ở trong đầu ti chớp ác to, vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt của chính mình Piper nhìn thấy Leo nhìn chầm chầm Tony ngực Tony không có băng bó tay trái cũng là đặt ở trước ngực Tình huống thế nào làm sao sẽ đối với Tony ngực cảm thấy hứng thú Có điều 10 phút xuyên qua tảng lớn khu vực nhà xưởng đi đến phát điện trung tâm Ta muốn một mình yên tĩnh Tony vừa liếc nhìn Leo ngạch Leo theo ta đồng thời đi Ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi Happy thức thời mang theo Pipper rời đi, liền còn lại hai người bọn họ đứng ở cửa lớn. Tony trước tiên đi vào, leo đi theo phía sau, một câu nói cũng không có nói. Xuyên qua cửa lớn, đầu tiên nhìn nhìn thấy khẳng định chính là cái kia khổng lồ vô cùng điện lò phản ứng hồ quang, bên trong không ngừng mà lóe lên từng vòng to lớn hồ quang, tràn ngập năng lượng khổng lồ. Stark sâu sắc nhìn mặt trước lò phản ứng, cảm thụ bên trong cái kia lấp lóe hồ quang, lại như là nhìn thấy trái tim của chính mình bình thường không nói gì leo cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này làm say lòng người thiết bị tràn ngập khoa học kỹ thuật vẻ đẹp đủ để cung cấp năng lượng khổng lồ leo đúng không đúng ta tên leo stark tiên sinh ngươi biết cái gì cái kia mô hình là có ý gì ta nghĩ ngươi nên phải nói cho ta cái gì đi tony xoay đầu lại nhìn leo đúng tiên sinh, ngươi nên phải thay đổi một bộ tân ác trích to đi, không phải vậy, ngươi hiện tại trước ngực lò phản ứng lượng điện không phải là rất đủ. Leo ánh mắt, phản phất là có thể xuyên thấu quá Tony quần áo như thế. Ngươi quả nhiên biết. Tony lắc đầu nở nụ cười một tiếng, có thể nói cho ta tại sao không? Ngươi còn biết gì đó? Ta tất cả, trải nghiệm của ta sao? Đúng, tiên sinh, ta có thể nhìn thấy, nhìn thấy rất nhiều, bất kể là quá khứ vẫn là tương lai. Hả, cái kia xin ngươi nói cho ta, ngươi hiện ở nhìn thấy gì? Stark nhìn Leo, trong mắt không chỉ có hiếu kỳ, còn có một tia uy hiếp tâm ý. Stark, Insen tiên sinh lời nói ngươi còn nhớ sao? Quý trọng tính mạng của hắn, không muốn hoang phế nó. Leo có chút ý tứ sâu xa nói rằng. Tony nghe được Insen tên của, con ngươi hơi mở ra, không thể, hắn làm sao sẽ biết Insen khi đó chu vi có thể không có bất kỳ người nào. ngươi ở trên người ta lắp đặt đặt máy nghe lén sao? vẫn là nói, ngươi chính là bắt cóc ta người. Tony sâu sắc nhìn leo, tay trái chăm chú chọc vào phụ cái trên. không, start tiên sinh. leo chăm chú nhìn chầm chầm Tony con mắt, trong mắt bốc ra hào quang màu vàng. ta biết rất nhiều thứ, chỉ là bởi vì năng lực của ta. leo chớp chớp hai mắt, kim quang phai nhạt xuống, mà bắt cóc ngươi người. người ta nghĩ ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hắn. Stark tiên sinh, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Leo nhìn vẫn là đầu óc mơ hồ Tony, đi ra cửa đi, vừa vặn gặp được đi tới Obadia. Cười cợt, chủ động nhường đường ra. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Tiếp xúc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Obadia tuy rằng nghi hoặc leo thân phận, thế nhưng cũng không có quá mức chú ý, hiện tại toàn thân tâm đều là đối với với tony quyết định này phẫn nộ trong miệng ngầm một viên cuba xì gà đi vào tìm kiếm tony lên nhìn thấy đứng ở lò phản ứng trước tony cắn xì gà nổi giận đùng đùng có chút chữ viết không rõ nói rằng nhìn một cái ngươi làm ra chuyện tốt tony cũng là nghiêng đi đầu có chút thật không tiện đối mặt thúc thúc tất cả mọi người đều ở ta trên đầu vẽ cái hồng tâm đi đầu của ngươi đầu của ta đi Obadia một cái tay ông vào trong túi quần đi tới. Ngươi cảm thấy ngày mai giá cổ phiếu gặp ngã xuống bao nhiêu? Là quan một điểm, 40% đi. Stark rất có tự mình biết mình hồi đáp. Đó là tối thiểu. Obadia suýt chút nữa đem xì gà đầu cắn đi. Một tay chống phù cái, khuyên nhủ, Tony, chúng ta là tạo súng đạn. Obi, ta không muốn dựa vào người chết phát tài. Tony nhìn cái này chính mình kính yêu nhất thúc thúc, trong mắt có chờ mong, hy vọng Obadia tán đồng chính mình. Obadia từng chữ từng chữ nói rằng, nhưng đây là chúng ta lão bổn hành. Chúng ta chính là con buôn vũ khí. Công ty là của ta, ta nói toán. Tony chen vào một câu, Obadia không chút nào để ý tới, tiếp tục nói. Chúng ta làm hết thảy đều chính là duy trì thế giới trật tự thẳng tắp nhìn chằm chằm tony con mắt dường như muốn đỉnh ở trên mặt của hắn ta ở nơi nào nhi nhìn thấy có thể không phải như vậy tony vô cùng kỳ di nhìn obadia chúng ta làm còn chưa đủ còn có thể cải tiến chúng ta làm những chuyện khác obadia không để ý chút nào tony ánh mắt cau mày nói cách khác đây chúng ta làm bình sữa đi không tony cũng phát giác hiện tại obi không cách nào giao lưu chuyển biến thái độ không thể làm gì khác hơn là chính diện nói rằng ta cảm thấy điện lò phản ứng hồ quan kỹ thuật có thể suy tính một chút. Obadia trào bật cười, a, à, điện lò phản ứng hồ quan, cái kia có điều là làm dáng một chút thôi. Quay về một bên to lớn lò phản ứng phất phất tay. Tony, đừng nghịch, tạo món đồ này mục đích chính là để kẻ tò mò câm miệng. Nó có giá trị. Stark yên lặng nói rằng, đúng, cũng là có thể làm một người khoa học hạng mục vui đùa một chút. Vật này liền bản đều thu không trở lại, chúng ta đều biết. Lại đi tới Tony phía sau. Điện lò phản ứng hồ quan kỹ thuật này căn bản cũng không có lối thoát, không phải sao? Đó là ngươi cảm thấy. Ta nói sai lầm rồi sao? Đồ chơi này trên cũng ít nhiều năm đều không có đột phá. Ha, 30 năm đi. Obadiah xem thường nói. Đó là bọn họ nói. Tony cũng trở về quá thân thể nhìn sắc mặt không thích thúc thúc, ngươi tắm này mặt lạnh ăn tiền còn có thể xú điểm sao? Ngươi chớ xía vào, cho ta nhìn một chút đột phá. Obadia cầm xì gà chỉ chỉ Tony mặt. Ok. Là rốt nói đi. Tony ánh mắt có một tia bi thương, mở ra bộ ngực mình quần áo. Obadia nhìn một chút chu vi, xác định không có ai ở một bên, mới nhìn chầm chầm stack ngực, nhìn thấy cái kia thô ráp loại nhỏ điện lò phản ứng hồ quang, vững vàng khảm nạm ở tony trước ngực như là sợ bị người khác phát hiện như thế vội vàng vì là tony buộc chặt ngực nút buộc được rồi còn hài lòng không obadia trên mặt trốt cục lộ ra nụ cười trong mắt không ngừng được vui sướng lại như phát hiện một cái bảo tàng khổng lồ âm thầm mừng trộm lên nhìn trước mắt tony stark thỏa mãn thở dài một hơi cười nói nghe ta nói tony chúng ta là một đoàn đội hiểu chưa chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, sẽ không có cái gì không làm được. Lại như lúc trước cha ngươi giống như ta. Tony nhìn trước mắt Obi, vẫn còn có chút lòng mang ấy nấy nói, rất xin lỗi không có sớm nói cho ngươi, được rồi. Tony, Tony. Ngươi sau đó cũng không thể như vậy, trước tiên làm lại nói, ngươi hiểu chưa? Đây là tà ba ba phương châm. Obadiah nhấp một hồi miệng, nhìn trước mắt Tony, biết rồi ác trích to sau, tâm tình đã hoàn toàn thay đổi để ta bãi bình chuyện này chúng ta muốn làm một lần hoàn toàn chuyển biến chúng ta muốn trở thành tiêu điểm của mọi người ông tony đi ra ngoài đem tony đưa lên happy trên xe cũng không có phát hiện trên xe còn có một đạo khác bóng người leo ngươi mới vừa lời nói là có ý gì ta rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hắn cái tổ chức kia đầu lĩnh đã bị ta nổ chết tony nhìn bình tĩnh ngồi ở một bên leo ngươi vừa không có nhìn thấy thi thể của hắn, ngươi làm sao xác định hắn tử vong, nhớ không lầm lời nói, lúc đó ngươi chỉ nổ đến hắn một bên trên vách tường đi. Leo cười nhìn Tony, trong mắt kim quang để Tony thật lâu không thể quên nhưng. Tony xoa xoa đầu, thật sự không thể nào hiểu được, tại sao đứa bé này, dĩ nhiên thật sự biết tình cảnh lúc ấy, liền phản phất hắn cũng ở đây như thế. Đúng rồi, đúng rồi, Leo, ta lúc đó còn nhớ, ngươi thật giống như là không phải là đối ta xin lỗi, tại sao, khi đó ta còn không quen biết ngươi. Leo nhìn Tony một chút, cũng quay lại đầu lại đây, Stark tiên sinh, năng lực của ta để ta dự kiến tử vong, thế nhưng ta nhưng không thể nói cho ngươi, vì lẽ đó, ta không thể làm gì khác hơn là xin lỗi ngươi. Cái gì, ngươi biết Insen sẽ chết? Stark xoay người đối mặt này Leo, còn hoàn hảo tay trái quăng nổi lên Leo cái cổ, trong mắt có chút phẫn nộ, khiếp sợ, cùng với hối hận. Đúng. Leo điểm này đúng là không có lừa dối Tony. Ngươi để ta mất đi một vị tốt nhất đồng bọn, ân nhân cứu mạng của ta. Tony cắn răng nghiến lợi nói. Happy xem tình huống không đúng, cũng đem xe ngừng đến ven đường, đưa tay móc ra một cái gậy ba tân, mắt nhìn chầm chầm nhìn Leo, dù cho hắn chỉ là đứa bé. Thế nhưng, Tony, ngươi cho rằng ta cho ngươi biết, ngươi có tin hay không? Ngươi tin tưởng, ngươi có thể liền xuống insen sao cứu hắn nhưng là hắn thật sự gặp đi về cùng ngươi sao leo nhìn đem hắn quăng lên tony cũng không có cảm thấy phẫn nộ thậm chí lộ ra mỉm cười tony nghĩ insen đã nói lời nói đây chính là kế hoạch của ta ta muốn đi gặp người nhà của ta đây là ta muốn kết cục tony quý trọng sinh mệnh đừng hoang phế trên tay mềm nhũng leo lại ngồi về chỗ ngồi vị trên Hai mắt vô thần ngồi ở chỗ ngồi, trong đầu vẫn vang vọng Insen lời nói, cái này cùng mình cùng ăn cùng ở ba tháng ân nhân cứu mạng. Leo hai mắt sáng ngời, ánh mắt xuyên qua quần áo, máu thịt, trực tiếp nhìn thấy ngực hắn trên trang bị, tuy rằng có một tia đơn sơ, thế nhưng vẫn vững vàng giữ gìn Tony sinh mệnh. Thế nhưng bên trong có một đoạn nho nhỏ đồng tuyến lộ ra ở bên ngoài, không mở ra cũng còn tốt, thế nhưng mở ra sau đó, rất dễ dàng cùng ổ điện đụng tới sản sinh đường ngắn hiện tượng. Ánh mắt theo chuyển qua Tony vẫn bị trói trên tay phải, nho nhỏ vặn thương, không có quá đáng lo. Stark tiên sinh, nhà ta ở tại quận Manhattan, Forest Hill đường, số 42, người có vấn đề, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta, có yêu cầu hỗ trợ, cũng có thể tới tìm ta. Stark tiên sinh, ta nghĩ nói cho ngươi, tương lai rất đặc sắc, ta tin tưởng ngươi. Leo xem một cái tiểu đại nhân bình thường, vỗ vỗ Tony vai, đi ra xe đến. Liếc mắt nhìn cảnh giới Happy, khẽ mỉm cười, trong tay hắn gậy ba tân theo tiếng gãy vỡ, từng đoạn từng đoạn toàn bộ tán rơi ở trên mặt đất. Mà leo nhúng mũi chân, xem một chiếc xe thể thao bình thường, gào thét tầng trời thấp bay ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Đổi tâm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio hai người đều nhìn thấy màn này happy dụi dụi con mắt căn bản là không có cách tin tưởng tình cảnh này tony suy nghĩ mới vừa tất cả bao quát hắn rời đi phương thức hắn đến cùng là làm thế nào đến một cái trở nên mạnh mẽ hạt giống ở tony trong lòng nảy mầm lên mà leo sau khi rời đi liền tìm cái không ai địa phương ngừng lại đang không có hoàn toàn chắc chắn trước cũng không muốn đem mình bộc lộ ra đi đón taxi xe về đến nhà bên trong Jenny thẩm thẩm cũng tan tầm trở về, giót giờ thúc thúc vẫn là ngồi ở trên ghế sofa mở TV nhìn báo chí. Buổi chiều báo cáo tin tức, Tony Stark trở về, vốn tưởng rằng là đáng giá nước Mỹ chúc mừng tháng ngày, nhưng truyền đến một tin tức trọng đại, Stark công nghiệp đem đóng vũ khí nghiên cứu phát minh sinh sản bộ, tin tức này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Phía dưới, chúng ta đến nhìn một chút hiện trường phóng viên tỉ mỹ báo cáo. Jenny, ngươi nhìn thấy không? Tony Stark lại muốn đóng Stark công nghiệp vũ khí chế tạo bộ, ngươi thấy thế nào? George giờ đem tờ báo trong tay để xuống. Stark điên rồi, một cái khỏe mạnh vũ khí chế tạo công ty, dĩ nhiên không chế tạo vũ khí, cũng còn tốt chúng ta không có mua nhà hắn cổ phiếu, không phải vậy liền thiệt thòi thảm. Leo lại nói, không, Jenny thẩm thẩm, giót giờ thúc thúc, hiện tại mới là mua vào thời điểm tốt, chờ sau đó thứ start công nghiệp có tân kinh tế trụ cột, giá cả nhất định sẽ trướng rất đột nhiên. Giót giờ cười nhìn Leo, Leo, ngươi không hiểu, trừ phi start một lần nữa mở ra vũ khí chế tạo bộ, không phải vậy, phỏng chừng cổ phiếu muốn hạ ngừng, chỉ có kẻ ngu si mới vì là mua đi. Leo nhìn hai người bất đắc dĩ cười cợt, trên đầu ngón tay của chính mình còn có 5 vạn đô la Mỹ, tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng đủ. Đối với tiền tài tới nói, Leo cũng không có quá to lớn dục vọng, có thể duy trì tiêu dùng liền có thể lấy chính mình năng lực tới nói, thu được tiền tại phương thức có rất nhiều, cũng rất dễ dàng, không có cần thiết, đúng không? Phần lớn cao cấp kim loại đều là không cách nào bán ra, hoặc là nói ở chợ đêm trung thiên giới bán ra, chính mình liên lụy start tuyến, vấn đề này nên giải quyết, leo cũng là thở phào nhẹ nhõm. Khống chế điểm 77. Sức mạnh 15 phòng ngự 19 tốc độ 9 tinh thần 19 kỹ năng cấp dê kim loại khống chế cấp dê cường hóa thân thể cường hóa. Mắt vàng, 100%, da đồng, 100%, gân thép, 35%, thiết cốt, 0%. Diễn sinh kỹ. Phá vọng kim mâu, không bị bất kỳ năng lực đầu độc, nhìn thấu tất cả ảo ảnh, tăng cường thị giác sức quan sát, kim loại hóa vật thể, bất động kim thân, tăng cường rất lớn sức phòng ngự, hai chân lập ở mặt đất, đem có vô cùng thể lực. Thân thể tốc độ khôi phục biến nhanh, sẽ không bị ngoại lực di động. Theo gần thép cường hóa càng ngày càng cao, sức mạnh của chính mình cũng từ từ gia tăng rồi lên. Nho nhỏ nắm đấm, một quyền vung ra đi, khoảng chừng 250 kg sức mạnh, đủ để đánh gãy một người bình thường xương đùi. Dựa theo tốc độ bây giờ, phải đem khống chế trị tích lũy đến 100 điểm trở lên, khả năng còn cần 2 đến 3 năm mới có thể hoàn thành. Cùng lúc đó, gần thép cường hóa tốc độ cũng là không thể phòng ngừa gặp hạ thấp. Dù cho hiện tại leo đều sẽ đem thời gian dài hoa về mặt tu luyện, tốc độ này vẫn để hắn cảm thấy đau lòng. Ai nha, sớm biết lại như tìm Tony muốn một ít ưu phẩm chất kim loại quá độ một hồi. Leo gõ gõ đầu. Jenny thẩm thẩm, giúp ta xin nghỉ phép một tuần, ta cần phải đi Los Angeles một chuyến. Leo, ngươi muốn làm gì? Giót giờ thả xuống báo chí đi tới Leo bên người, kỳ quái hỏi. Tìm Tony Stark đi, ta có việc cần hắn hỗ trợ. Leo nhìn cao mày giót giờ thúc thúc. Không, không được, Leo, ngươi đã là một cái đại hài tử, lập tức liền muốn đi vào trung học, còn có hai tuần lễ liền muốn cuộc thi cuối kỳ, hiện tại không cho phép ngươi chạy loạn. Jenny thẩm thẩm ăn mặc tạp về vội vàng chạy ra, trên tay còn dính không có lau phấn. Đúng vậy, giót giờ, nghe Jenny lời nói, chúng ta chờ thi xong lại đi nữa được không? Được nghỉ hè sau, chúng ta bồi ngươi cẩn thận đi chơi mấy ngày, được không? Nhìn vẻ mặt chờ đợi nhìn mình hai người, dở khóc dở cười nói, được rồi, thi xong lại đi nữa. Sau ba ngày, Tony rốt cục ở chính mình phòng dưới đất bên trong, hoàn thành rồi kiểu mới ác trích to chế tạo, chọn dùng hàng đầu vật liệu cùng kỹ thuật thủ đoạn, bất kể là lượng điện vẫn là tính an toàn đều cao hơn rất nhiều, liền ngay cả hình thức đều đẹp để một chút. Tuy rằng như vậy, thế nhưng vẫn là đụng tới một chút phiền toái nhỏ. Pipper đang xem TV, truyền phát tin chính là cười nhạo tư đạp khắc công nghiệp online kênh. Pipper cao mày, đang muốn giải quyết như thế nào vấn đề này. Start công nghiệp cổ phiếu đã rơi xuống 47%, xu thế rất xấu. Trên bàn màn hình điện thoại vang lên, Pipper, người tay lớn bao nhiêu? Cái gì? Tại sao muốn hỏi như vậy? Hạ xuống, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Pipper đến đến phòng dưới đất, nhìn thấy nằm ở trên ghế Tony, lộ ra nửa người trên, trên ngực nằm một không tên vật phát sáng, tựa hồ là ở Tony thân thể bên trong. Nguyên bản vội vàng bước chân cũng có chút không thể trí tin chậm lại. Để ta nhìn ngươi một chút tay. Pipper giơ lên hai tay, Tony nhìn thấy cũng là thở phào nhẹ nhõm, ừ, quá tốt rồi, đúng là tinh tế khéo léo. Liếc mắt nhìn trong tay mới tin lò phản ứng, ta cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Trời à, chính là cái này ngoạn ý duy trì tính mạng của ngươi sao? Pippa đứng ở Tony bên người, nhìn chầm chầm ngực cái kia một chiếc. Vâng, có điều cái này xem như là lão già, ở có thể dự kiến trong tương lai, ta sẽ dùng cái này tân. Tony nhìn trước mắt Pippa. Ta nghĩ đưa cái này đổi lại, thế nhưng có chút kẹt. Cái gì gọi là kẹt? Không có gì, một điểm cản trở nhỏ mà thôi, phía dưới có một đoạn lộ ra ngoài dây điện. Tony đem trên ngực cựu lò phản ứng lấy xuống, nhẹ nhàng kéo một cái, điểm máu chốt liên tiếp liền kéo ra ngoài. Tipper tay phải run rẩy nhận lấy, ta, ta phải làm sao? Để qua một bên đi, cái này vô dụng. Oh, hát, mi gốt. Tipper xem trong tay trang bị nói rằng. Ta cần ngươi đem bàn tay đi vào, đem bên trong cái kia dây điện lấy ra. Làm như vậy an toàn sao? Đây là Pipper tối quan tâm vấn đề tony nhấp một hồi môi trên lý thuyết là an toàn lại như một cái tiểu thủ thuật như thế chỉ cần đừng làm cho nó đụng tới cái bệ là được thì sẽ không điện đến ta mới vừa chính mình thí nghiệm bị điện giật một hồi để tony hiện tại vẫn là hết sức khó chịu cái gì gọi là tiểu thủ thuật tony nhìn cái này hai tay nhẹ hơi run rẩy căng thẳng nữ nhân lại như một cái trò chơi nhỏ như thế chớ sốt sắng cẩn thận một chút đem tuyến lấy ra là được được không Keeper thử nghiệm tính đưa tay đưa tới. Thế nhưng mới vừa đụng tới lạnh lẽo kim loại sát ngoài, liền như là khiếp đảm thỏ bình thường, cấp tốc rút tay trở về, không được, ta cảm thấy ta không làm được. Không có chuyện gì, ngươi có thể, ngươi là tối có năng lực giúp ta người, Tony ngoẹo cổ mong mọi Tipper, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất, ngươi có thể làm rất tốt đẹp. Tipper lần thứ nhất nhìn thấy như vậy Tony, suy yếu, cần người trợ giúp Tony Stark để trái tim của chính mình cùng nhảy lên tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả